sĩ dương còn cảm ơn người thần bí không biết là nam hay nữ ở trong xe còn một phút nữa không kịp tàu thì hai người cứ đợi bị người chém đứt chân tay ném xuống biển đi người ngồi trên ghế lái vẫn nhìn về phía trước lạnh lùng nhắc nhở bà dương lập tức kéo bác sĩ dương chạy đến bến tàu mau đi thôi hai người vội vàng kiểm tra vé đi vào trong khoang thuyền tiếng còi tàu lập tức vang lên khoảng nửa phút sau thì khởi động người ngồi trên ghế lái nhìn con tàu chạy dần về phía trước đến khi hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển lúc này mới khởi động xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu năm phút sau một chiếc xe màu xám chạy đến xe còn chưa dừng lại hẳn tên cầm đầu đã chạy thẳng đến chỗ soát vé hỏi thăm thông tin nhận được dĩ nhiên là chiếc thuyền kia đã đi rồi bọn chúng đã muộn hắn tức giận đạp bay cái thùng rác bên cạnh mẹ kiếp đám thuộc hạ vội vàng hỏi đại ca bây giờ phải làm thế nào còn có thể làm thế nào nữa mau gọi điện thoại cho chú trần đi Vâng, chương 1449.6 tốc độ sinh tử hy vọng là một sự ngạc nhiên. Chú Trần đang cùng Hoác Khải Lãng đến công ty nhận được tin báo thì biến sắc cái gì? Bị người khác cướp đi. Hoác Khải Lãng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh mở mắt ra, liếc nhìn chú Trần. Chú Trần ngẩng đầu lên nhìn Hoác Khải Lãng trong kính chiếu hậu, hỏi người bên kia điện thoại, đang yên đang lành sao lại bị cướp đi người ở đầu kia điện thoại cũng rất tức giận không biết chúng tôi vừa định giải quyết thì người kia lái xe lao đến đưa hai người họ đi vô cùng ngang ngược vô cùng ngang ngược không biết tại sao chú trần lại nghĩ tới một người ông ta lập tức hỏi có thấy rõ dáng vẻ người đó không không tên đó đội mũ và đeo khẩu trang chúng tôi không thể phân biệt được chú trần cong mày lại mũ khẩu trang làm việc thận trọng như vậy bóng người trong đầu ông ta càng lúc càng trở nên rõ ràng nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy khả năng không lớn lắm vậy thân hình thì sao có vượt quá ghế ngồi không từ sau lần đó muốn biết có phải là người kia hay không chỉ cần hỏi thân hình là được không thấy rõ đối phương lái xe rất giỏi chúng tôi luôn không thể nào vượt qua không thấy rõ lại không thấy rõ trà cho tôi lập tức trà cho tôi chú trần tức giận ra lệnh cho người bên kia điện thoại còn nữa tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai vợ chồng bác sĩ dương sau khi cha được trực tiếp giải quyết rõ chú trần cúp điện thoại xong vẻ mặt rất khó coi người kia rốt cuộc có phải là diệp nhiễm không không bắt được người à hoác khải lãng ngồi ở phía sau trầm giọng hỏi chú trần cung kính gật đầu đúng vậy nhưng tôi sẽ bảo bọn họ lập tức giải quyết lúc bác sĩ dương xuống thuyền hoác khải lãng hờ hững ừ một tiếng có vẻ không quá để ý đến việc bác sĩ dương đi hay ở hỏi ngược lại một câu cha được nguyên nhân bác sĩ dương rời đi chưa chú trần hơi quay người lại nhìn hoác khải lãng cúi đầu trả lời a lạc nói hôm qua sau khi cậu ta đưa bác sĩ dương đến nhà thì không thấy có gì khác thường nhưng trước khi đưa ông ta rời khỏi nhà họ hoác tam thiếu có nói chuyện riêng với ông ta hoác khải lãng ồ một tiếng hơi nâng cao giọng lên nói chuyện riêng tối hôm qua ông ta đã thấy rất lạ rồi. Sao đột nhiên hoác trừ lại thay đổi 180 độ khăng khăng đưa bác sĩ Dương xuống dưới. Hóa ra là có tính toán của mình. Đúng thế. Trường 1449.7 tốc độ sinh tử hy vọng là một sự ngạc nhiên hoác khải lãng dựa vào ghế, bên trong xe mờ mờ không thấy rõ vẻ mặt ông ta, chỉ có giọng nói là lộ ra chút thâm ý, như vậy tức là. Nguyên nhân bác sĩ Dương rời đi ít nhất có một phần công lao của nó. Vẻ mặt chú Trần nặng nề nếu như khả năng này là đúng vậy thì người kia chắc không phải là diệp nhiễm giữa tam thiếu và diệp nhiễm không có liên hệ gì tam thiếu không thể nào bảo diệp nhiễm đi làm việc cho mình mà diệp nhiễm cũng không thể nào nghe lời tam thiếu mới đúng ông ta liền loại bỏ diệp nhiễm ra khỏi danh sách vừa rồi nhưng rốt cuộc cậu ta muốn làm gì chú trần không hiểu hỏi rốt cuộc là uy hiếp dụ dỗ hay là tính toán chưa đến giây cuối cùng thì không ai biết được kết cục so với chú Trần đang không hiểu, hoắc khải lãng rất hờ hững. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi, hy vọng lần này nó có thể cho tôi một sự ngạc nhiên khác biệt. Chỉ mấy ngày nữa là đạt khôn sẽ tới, hoắc trừ ra tay vào lúc này, rất hiển nhiên là muốn chiếm lấy con đường của đạt khôn cho mình, hất cẳng hoắc hoành hoàn toàn. Đúng là rất quả quyết. Đại ca, anh nói là tam thiếu định chuẩn bị làm gì à? Chú Trần nghe thấy ý tư khác trong lời nói cuối cùng của Hoắc Khải Lãng, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nếu không thì sao, có thể ra tay trợ giúp bác sĩ Dương chạy trốn, hiển nhiên giữa bọn họ đã đạt được cái gì đó. Đây cũng là lý do tại sao ông ta không so đo việc bác sĩ Dương đi hay ở đứa con nuôi này làm việc ổn thỏa hơn hoắc mân, suy nghĩ mưu đồ cũng kỹ lưỡng hơn. Ông ta rất mong đợi, rốt cuộc hoắc trừ muốn dùng cách nào để đánh bại hoắc hoành. Chú Trần thấy hoắc khải lãng yên lặng dựa vào ghế, nửa gương mặt dần dần chìm vào trong bóng tối thì thầm than thở trong lòng. Một trận chiến ác liệt lại sắp đến rồi. Xe chạy với tốc độ đều đặn trên đường. Chương 1449.8 tốc độ sinh tử hy vọng là một sự ngạc nhiên. Mà cùng lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen khác cũng đang đi trên đường, tốc độ vẫn nhanh như cũ. Người ngồi ở ghế lái khẽ ấn nút gọi trên màn hình điện thoại. Mới vang lên một tiếng, điện thoại đã kết nối. Xem ra đối phương đã đợi cuộc điện thoại này rất lâu rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành giọng nói trầm trầm truyền ra dưới khẩu trang, ngữ khí nhẹ nhàng hoàn toàn khác với lúc nói với bác sĩ Dương. Giọng người ở đầu kia điện thoại rất căng thẳng, không bị thương chứ, đùa à, chuyện còn con này làm sao có thể khiến em bị thương được. Giọng nói bướng bỉnh mà tự tin vang lên khiến người đàn ông ở đầu kia điện thoại yên tâm hơn hẳn, lái xe đến quán rửa xe đường phía đông, cửa số 3 và số 4. Em biết rồi, nói xong người đó cúp điện thoại, chỉ một lát đã đến nơi. Xe lái thẳng vào cửa số 3, bên trong phòng rửa xe là không gian kín tối đen như mực. Một người đàn ông lạ đi từ bên ngoài vào, người ngồi bên trong xe đẩy cửa ra rồi xuống xe. Người đàn ông đó yên lặng nhanh chóng ngồi vào, đồng thời lái ra khỏi cửa khác. Người kia nhanh chóng đi đến cửa số 4 rồi ngồi vào một chiếc xe màu xám bạc đã yên lặng đợi ở đó. Xe chậm rãi đi đến cửa, một tay người đó khống chế vô lăng. Tay còn lại kéo khẩu trang xuống lộ ra cái cằm nhỏ nhắn trơn nhẵn và đôi môi đỏ đang khẽ cong lên. Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Nhiếp Nhiên xuất hiện dưới ánh sáng. Chương 1450 mạng của anh cũng rất quan trọng. Cô lái xe ra khỏi cửa, sau đó bật đèn, chậm rãi đi vào dòng xe cổ đến lúc hoàn toàn biến mất giờ cao điểm buổi sáng đã qua trên đường không còn đông đúc như buổi sáng nữa nhấp nhìn lái xe với tốc độ bình thường định về công ty gặp hoắc hoành nhân lúc đèn đỏ cô bật đài phát thanh trên xe lên nghe âm nhạc bên trong lẳng lặng chờ đợi tin tức giao thông sáng sớm hôm nay vào giờ cao điểm trên đường vành đai phía tây xảy ra một vụ va chạm xe liên hoàn Nguyên nhân là do một chiếc xe con màu trắng đang trong quá trình di chuyển không cẩn thận đã đâm vào cột đèn đường, khiến xe cộ phía sau không kịp phanh lại, 6 chiếc xe liên tiếp đâm vào nhau. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, nghĩ đến người tài xế vừa rồi hỏi thăm 18 đời tổ tông đám thuộc hạ của chú Trần. Mặc dù cô lái xe ở phía trước nhưng ít nhiều vẫn nghe được những lời chửi bới sau lưng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Bây giờ đường vành đai 2 vẫn còn đang tắc. Bộ Giao thông đã phái nhiều cảnh sát tiến hành chỉ huy hiện trường, mong các tài xế đang chuẩn bị đi đường vành đai 2 chú ý. Để có thể nhanh chóng khôi phục giao thông thuận lợi, hy vọng mọi người cố gắng đi đường vòng phía Tây, tránh ùn tắc giao thông. Sau khi nghe thấy tin tức y hệt một lần nữa, nhiếp nhiên dứt khoát tắt đi. Bên trong xe yên tĩnh lại, xe lăn bánh khoảng nửa tiếng trên đường thì đến hầm để xe của Hoác Thị. Đỗ xe xong, nhiếp nhiên đi thang máy riêng lên thẳng phòng làm việc của Hoác Hoành đinh một tiếng cửa thang máy mở ra lúc này nhân viên bên ngoài phòng làm việc của hắc hoành đều đang bận rộn đánh máy lúc nhìn thấy nhiếp nhiên đi từ thang máy riêng của nhị thiếu ra mọi người đã không còn thấy lạ nữa cô gái này đối với nhị thiếu mà nói là một sự tồn tại đặc biệt đương nhiên đối với bọn họ mà nói lại là một sự tồn tại đáng sợ từ lần thầm thì trước mặt cô đáng người kia không dám đối mặt với cô nữa vốn đã ôm tâm lý bị nhị thiếu xa thải thì lại phát hiện cô không mách lèo, điều này khiến bọn họ càng sợ hãi trong lòng, không biết cô có lòng tốt tha cho đám người bọn họ một lần hay là bắt lấy cái thóp này tiện đến lúc đó trị bọn họ. vì vậy mỗi lần thấy cô, đám người kia đều cúi đầu. dần già những người khác thấy mấy nhân viên lâu năm này đều khép nép trước mặt cô gái này thì đành phải giữ chặt đuôi bắt đầu làm người. cứ như vậy nhiếp nhiên chưa làm gì đã được nhân viên trong công ty cung kính với mình như với hoác hoành hoác hoành cũng không có phản ứng gì thậm chí còn mơ hồ rất hài lòng còn những thành viên ban giám đốc kia thì lại không hiểu gì mỗi lần đám người kia cúi đầu cung kính với nhiếp nhiên ánh mắt đám thành viên ban giám đốc nhìn nhiếp nhiên lại sâu xa và phòng bị hơn mấy phần chương 1450.2 mạng của anh cũng rất quan trọng một cái cớ hay đi từ trong thang máy ra, nhiếp nhiên đút hai tay trong túi, đi tới phòng làm việc của Hoác Hoành. Sau đó đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào. Ngay cả động tác gõ cửa cũng không có. Thái độ kiêu ngạo như vậy làm cho người trong phòng làm việc đồng loạt hít một hơi. Thế này, thế này, thế này, thế này, thế này, thế này đúng là quá ngang ngược rồi. Cho dù nhị thiếu có khoan dung thế nào thì cũng sẽ không khoan dung đến mức này chứ nhưng mãi cũng không thấy người ở bên trong đi ra nhân viên ở khu làm việc công cộng nhỏ giọng thầm thì một lần nữa thật ngang ngược lần đầu tiên tôi thấy có thuộc hạ như vậy đúng vậy đám thành viên ban giám đốc kia cũng sẽ không làm như vậy mấy người biết cái gì giả dạ néo thì đứt dây được coi trọng quá sẽ sớm bị đào thải thôi mấy người chưa học cái này à cô nói là nhị thiếu sắp nhân viên nam ở bên cạnh đang vùi đầu làm việc vừa nghe thấy bọn họ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lập tức xịt một tiếng, các cô sợ cô ta nghe chưa đủ đúng không? Muốn để cô ta nói chuyện trước đó cho nhị thiếu à? Đến lúc đó người bị đuổi không phải cô ta, mà là chúng ta đấy. Tiếng cảnh cáo của anh ta khiến đám người kia lập tức thu lại tâm lý buôn chuyện ai cũng chia ra vùi đầu vào công việc. So với bên ngoài xì si xào bàn tán nhỏ giọng thảo luận, trong phòng làm việc của Hoắc Hoành yên tĩnh hơn nhiều. Hoác Hoành thấy nhiếp nhiên đẩy cửa vào. Sắc mặt căng thẳng thả lỏng ra. Anh cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, trong giọng nói còn mang chút căng thẳng, em vẫn ổn chứ? Anh nói xem, nhiếp nhiên đi tới. Trong phòng làm việc có máy sưởi cô liền cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo thun màu xám. Hoác Hoành xác định trên quần áo cô sạch sẽ, không có bất cứ vết máu nào, cuối cùng mới yên tâm. Cô gái này làm việc thật sự khiến người ta lo lắng. Vốn dĩ anh định tự đi ai ngờ cô gái này đã sớm phát hiện ra ý đồ của mình hơn nữa thầm cảnh cáo ra lệnh cho mình ở nhà nói là ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ không hay bị cô vừa đấm vừa xoa anh chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý đồng thời anh cũng bắt cô bảo đảm với mình tuyệt đối sẽ không bị thương hơn nữa phải mặc một bộ quần áo màu nhạt để chứng cứ lúc này hai bên mới tòa hiệp đồng ý với nhau nhiếp nhiên ném áo khoác lên sofa sau đó dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi trong thời tiết lạnh như thế này mà cô thức trông anh cả đêm, bữa sáng chưa ăn đã đi cứu người, thật sự vừa mệt vừa đói. Đợi lát nữa đến chưa phải ăn nhiều một chút mới được. Chương 1450.3 mạng của anh cũng rất quan trọng một cái cớ hay lúc cô đang muốn nhắm mắt ngủ thì nghe thấy hình như Hoắc Hoành đang nói với người ở đầu kia điện thoại, mang đồ vào đây. Ban đầu Nhiếp Nhiên tưởng là Hoắc Hoành bảo thư ký cầm tài liệu gì vào. Nhưng khi cửa vừa mở ra, mùi thức ăn truyền tới, cô mở mắt ra. Hoác Hoành ở sau bàn làm việc thấy Nhiếp Nhiên sáng mắt nhìn chằm chằm đồ trên tay thư ký thì cong khóe miệng lên. Hóa ra cũng là một cô nhóc ham ăn. Từ ký đặt đồ ăn lên trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi cô ta nhìn Nhiếp Nhiên đang ngồi ngẩn ra trên sofa. Lại nhớ tới cuộc thảo luận của đám nhân viên bên ngoài phòng làm việc vừa rồi, càng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của cô gái này sắp chấm dứt rồi từ trước đến giờ giác quan của nhiếp nhiên luôn nhạy bén cho dù ánh mắt dừng lại trên bàn đồ ăn nhưng vẫn cảm nhận được một đôi mắt đang cố ý nhìn mình cô lập tức nhìn thư ký trước cửa trong con ngươi khẽ hít lại mang theo sự lạnh lùng khiến tim thư ký kia đập mạnh vội vàng cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài đến khi cửa được đóng lại nhiếp nhiên mới thu hồi tầm mắt qua đây hoác hoành vẫy cô nhiếp nhiên cau mày đứng lên đi về phía sau của em anh khẽ đẩy khay đồ ăn trên bàn làm việc qua chỗ cô nhiếp nhiên chưa bao giờ chạm đến đồ ăn người khác bê tới ban đầu lúc mới trùng sinh và thực hiện nhiệm vụ nằm vùng cô cẩn thận đến nỗi cùng hoắc hoành đến tiệc rượu mà cũng không ăn một miếng bây giờ sợ có vấn đề à hình như hoắc hoành nhìn thấu sự do dự của cô khoảng thời gian này ngày nào anh cũng âm thầm chú ý việc ăn uống của nhiếp nhiên muốn biết cô có sở thích gì đặc biệt với đồ ăn không Mặc dù anh biết làm lính sẽ không có quá nhiều sở thích đặc biệt là những binh chủng ưu tú kia cái gì bọn họ cũng phải ăn cái gì cũng ăn được cái gì cũng dám ăn nhưng anh vẫn muốn biết sở thích của cô rồi anh phát hiện nhiếp nhiên không khác anh cho lắm cái gì cũng ăn nhưng không ăn nhiều cái gì cả chỉ vì ở trong hoàn cảnh này một khi bị người khác bắt được sở thích thì cũng có nghĩa là có điểm yếu nhưng tính cảnh giác này của anh là được bồi dưỡng sau khi vào nhà họ hoác còn cô thì sao tại sao cô lại có tính cảnh giác gần như theo bản năng thế này không chỉ như vậy mấy ngày trước đám chú bác muốn cùng mình mở tiệc ăn mừng a lạc b đồ ăn lên cho cô đến khi bữa tiệc kết thúc anh lên tầng thì thấy những đồ ăn kia hoàn toàn chưa được sờ tới mấy lần như vậy anh phát hiện chỉ cần đồ ăn đã qua tay người khác đặc biệt là đám người a lạc chú trần thì cô tuyệt đối sẽ không chạm vào dù chỉ một miếng thỉnh thoảng thật sự không có cách nào tránh được cô mới gấp mấy miếng nhưng cũng cực kỳ ít chương 1450.4 mạng của anh cũng rất quan trọng một cái cớ hay hoác hoành biết sự phòng bị của cô vô cùng lớn, vì vậy lấy lại khay đồ ăn. Không nói nhiều mà gắp một cái bánh bao nhỏ trong bát cho vào miệng. Hoác hoành ăn gì từ trước đến giờ đều rất chậm rãi, nhưng tốc độ lần này rất nhanh, chỉ một lát đã nuốt xuống. Nhiếp nhiên vẫn do dự, không ngờ hoác hoành sẽ làm như vậy để chứng minh đồ ăn trong bát kia không có vấn đề. Cô thấy hoác hoành lại đầy tới trước mặt mình lần nữa thì hơi cau mày lại. Lần sau đừng làm như vậy. Cô nhận lấy đôi đũa rồi ngồi xuống đối diện anh ăn. Em đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì khác, anh chỉ là... Hoác hoành sợ cách làm của mình bị cô hiểu lầm, lại không biết giải thích thế nào để cho cô có thể hiểu nên nói chuyện hơi hỗn loạn. Nhiếp nhiên thấy anh căng thẳng luống uống chỉ cảm thấy buồn cười. Mình có tâm trạng gì quan trọng với anh thế sao? Cô thấy trước kia khi hoác trừ cướp mất chức vụ hoác tổng của anh cũng không thấy anh có phản ứng lớn như vậy. Nhiếp nhiên nhẹ nhàng nắm bàn tay rộng lớn ấm áp đối diện cười khẽ rồi nói. Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy mạng của anh cũng rất quan trọng, không cần phải làm như vậy. Vừa rồi cô do dự chỉ là theo thói quen mà thôi. Cho dù trong lòng biết Hoắc Hoành và cô là chiến hữu cùng một chiến hào, đồ ăn anh gọi cho cô sẽ không có vấn đề. Nhưng cái thói quen này vẫn không thay đổi được. Đây là sự cảnh giác cô duy trì mười mấy năm trong kiếp trước, sẽ không bởi vì hoắc hoành là gì của cô mà dễ dàng thay đổi. Được bàn tay nhỏ bé hơi lạnh kia nắm lấy, lúc này anh mới thôi suy nghĩ linh tinh. Đọc truyện tại web chuyên online. Com, anh từ bị động hóa chủ động nắm lấy tay nhiếp nhiên, dịu dàng cười nói, vì em, anh sẵn lòng. Nhiếp nhiên đang gắp đồ ăn hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh một cái, bình thản nói. Lời này hình như không thích hợp nói trong trường hợp này sau đó cô rút tay lại. Hoác hoành ngẩn người, đột nhiên đáy mắt sáng lên, ý cười ở khóe miệng không sao ngừng được, ừm, nên nói ở lúc kết hôn. Vốn chỉ muốn nhắc nhở anh trong phòng làm việc nói như vậy dễ, khiến người bên ngoài nghe thấy, không ngờ cái tên này lại hiểu lầm đến mức này. Cô lại tiếp tục khôi phục như bình thường, gắp một cái bánh bao nhỏ lên ăn. Hoác hoành thấy cô cúi đầu tự nhiên ăn thì không nói thêm gì nữa mà bắt đầu làm việc sáng nay bởi vì lo cho an nguy của nhiếp nhiên mà anh không thể nào bình tĩnh được dứt khoát đặt công việc sang bên cạnh chờ cô trở lại. Nhưng đúng lúc anh đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, nhiếp nhiên lại đột nhiên lên tiếng lúc nào đặt khôn đến. Ừm, còn ba ngày nữa. Nhiếp nhiên nhíu mày, ba ngày. Có kịp không? Với năng lực của hoác trừ bây giờ, liệu ba ngày có kịp không? Hoác hoành dừng bút lại, ngẩng đầu lên cười nói, không sao. Hắn đến cũng sẽ không làm trở ngại kế hoạch này anh chắc chứ? Đạt khôn tới vì mục đích giao dịch một khi Hoắc Hoành và Đạt khôn giao dịch thành công thì còn chuyện gì của Hoắc Trừ nữa? Hắn tới, anh sẽ dẫn hắn đi dạo khắp nơi. Hình như là nhìn thấu nghi ngờ trong lòng nhiếp nhiên, Hoắc Hoành uyển chuyển nói. Chưa chắc vừa bắt đầu đã trực tiếp để cho Hoắc Trừ nhúng tay vào. Cho nên trước khi hoác trừ chưa cắn câu, anh sẽ kéo dài mãi tới khi hắn cắn câu mới thôi. Nhiếp nhiên cười, tiếp tục cúi đầu ăn. Chương 1450.5 mạng của anh cũng rất quan trọng một cái cớ hay. Lúc này, Hoác Trừ đang ngồi ở trong phòng làm việc ở Hoắc thị, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm điện thoại. 8 giờ sáng nay, sau khi nhận được email của bác sĩ Dương, hắn đã vội vã mở ra xem. Sau khi nhìn thấy các loại thuốc được phân tích bên trong báo cáo, hắn có sự cảm đây không thể nào là thuốc an thần dùng để hạ sốt được. Để kiểm chứng nghi ngờ của mình, Hoác Trừ đã gửi báo cáo này đi cho người của hắn giám định. Nửa tiếng sau, cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên. Hoác trừ vội vàng bắt máy, người ở đầu kia điện thoại cung kính nói, Hoác tổng, tôi tra được thuốc trong này là thuốc an thần với hàm lượng lớn, hơn nữa tôi xem rồi. Trong đó có mấy loại chuyên dùng để làm thuốc giải cho người nghiện ma túy dùng lúc lên cơn nghiện, hơn nữa lượng thuốc vô cùng lớn. Lên cơn nghiện ma túy, Hoác trừ nhướng mày, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, anh chắc chắn chứ. Vâng, tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm, những thứ thuốc này là dùng cho người cai nghiện. Hơn nữa, người nghiện ma túy vô cùng nặng mới dùng lượng như vậy. Hoác trừ nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới trả lời, được tôi biết rồi. Sau đó, hắn cúp điện thoại, trầm tư tính toán. Một lúc sau, hắn lại cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một dãy số, vừa kết nối, hắn đã lạnh giọng ra lệnh, đi tra cho tôi, lúc hoác hoành ở thành phố VK ngoại trừ việc suýt bị đưa đi thì còn xảy ra chuyện gì nữa vâng khi đó hoắc hoành xảy ra chuyện ở thành phố vk người của hắn đã báo cáo ngay cho hắn biết ban đầu hắn cũng không để tâm mấy nhưng sau khi hoắc hoành trở về lại liên tục đi viện tính tình cao gắt biểu hiện kỳ lạ nên hắn mới đi điều tra không ngờ lại lôi ra được chuyện kinh khủng này thuốc dùng để cai nghiện ma túy ư nếu như chuyện này là thật những kế hoạch sau đó của hắn chắc không dùng đến nữa rồi bởi vì người này đã là một kẻ bỏ đi cả ngày hôm đó tâm trạng hoác trừ rất tốt ngay cả nhân viên của hắn cũng cảm thấy ông chủ nhà mình hơi khang khác lúc họp hoác trừ nói một số chuyện liên quan tới công ty đầu năm sau hoác khải lãng ngồi trên cùng không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt hắn sau khi tan họp hoác trừ lại cùng hoác khải lãng đến phòng làm việc của chủ tịch nộp mấy phần tài liệu quan trọng lên Hoác Khải Lãng ngồi tại chỗ lật xem mấy bản hợp đồng rồi vô tình nói, hình như hôm nay tâm trạng con không tệ. Nụ cười ở khóe miệng Hoác Trừ cứng đờ, sau đó cười ha ha nói. Có lẽ là do sắp đến cuối năm rồi. Bây giờ vẫn chưa tra rõ mọi chuyện, hắn vẫn không thể liều lĩnh nói chuyện này ra, cho nên chỉ có thể nói đùa với Hoác Khải Lãng mấy câu. Vậy sao, Hoác Trừ gật đầu cười, bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tim Hoác Khải Lãng lật giấy tờ chờ Hoắc Khải Lãng phê duyệt tài liệu xong, hắn mang tài liệu rời khỏi phòng làm việc. Chương 1450 chấm 6 mạng của anh cũng rất quan trọng một cái cớ hay. Đám người kia nói sau khi vợ chồng bác sĩ Dương xuống tuyền đã không thấy đâu nữa. Lúc này, chú Trần đi sát qua Hoắc Trừ từ ngoài cửa vào, đi tới bên cạnh Hoắc Khải Lãng, nhẹ giọng nói. Hoắc Khải Lãng xua tay, không cần tìm nữa. Không cần tìm nữa, chú Trần kinh ngạc hỏi. Hoác Khải Lãng chỉ cười, chú không thấy hôm nay tâm trạng nó rất tốt à? Có lẽ là đã lấy được thứ nó muốn rồi, còn người đương nhiên cũng không cần phải tìm nữa. Chú Trần khẽ nhíu mày, ý của đại ca là hoác trừ đã giải quyết vợ chồng bác sĩ Dương rồi à? Bây giờ tôi chỉ mong đợi xem rốt cuộc lúc nào nó sẽ diễn vở kịch này. Hoác Khải Lãng dựa vào ghế, đặt hai tay trên tay vịn, nếp nhăn do năm tháng để lại trên khóe mắt càng thêm sâu hơn chú trần cung kính đứng ở bên cạnh không nói gì chỉ cau mày hiển nhiên là lo lắng vì chuyện sắp tới hai ngày sau đó trong nhà gió yên sóng lặng hoác trừ không hề lộ ra mặt hàng ngày đi làm tan làm đúng giờ cho đến ngày thứ hai lúc sắp tan làm điện thoại của hắn vang lên thế nào rồi cha được cái gì chưa người đầu kia lập tức nói người của chúng ta tra được sau khi nhị thiếu bị người đưa đi đạt khôn đã lục soát toàn thành phố rồi đưa anh ta an toàn trở về nhưng sau đó hình như ở bên trong biệt thự xảy ra tranh chấp nhị thiếu vì thể hiện thành ý mà uống rượu chứa ma túy nghe nói lúc ấy trong cơ thể nhị thiếu đã có một loại thuốc hơn nữa thời gian bị bỏ thuốc cũng không ngắn lại thêm một loại nữa nên hiệu lực của thuốc mới quá mạnh suýt nữa bị sốc chết hoác trừ nghe xong thì cười lạnh ha hắn đúng là không sợ chết dám làm như vậy vì muốn cân bằng lực lượng với mình mà ngay cả mạng cũng dám liều Xem ra mình thật sự đã ép hắn đến bước đường cùng rồi." Hoắc Trừ thầm nghĩ, chắc chắn nguồn tin tức là thật chứ?" Hắn hỏi. "Hoàn toàn có thể chắc chắn." Lấy được câu trả lời khẳng định này, Hoắc Trừ cười quỷ dị cúp điện thoại. Tức là đêm hôm đó hắn ta nằm ở trên giường run rẩy không phải là lạnh, mà là vẫn chưa hoàn toàn áp chế được cơn nghiện. Còn Diệp Nhiễm gây trở ngại hết lần này đến lần khác, thậm chí không ngại rút dao, cũng là do sợ người khác phát hiện ra bí mật này càng nghĩ hoác trừ càng cảm thấy đúng. Trong thuốc hạ sốt chứa thành phần an thần, hoác trừ nhớ lại trần đoán của bác sĩ Dương ngày đó, lạnh lùng cười, ha, đúng là cái cớ hay, suýt nữa thì bị lừa rồi. Có điều may mà hắn thông minh, phát giác ra sự khác thường của Hoác Hoành, lấy được phần báo cáo này, hơn nữa biết được bí mật trong đó. Ha ha, đúng là ông trời cũng giúp hắn. Nếu Hoác Hoành thật sự như vậy, nhất định Hoác Khải Lãng sẽ giao con đường này cho mình quản lý không chỉ như vậy thậm chí ngay cả quyền thừa kế toàn bộ hoác thị cũng phải cho mình nếu không tìm một người nghiện đi làm không phải là hủy đi giang sơn của hoác thị à nghĩ tới đây hoác trừ khẽ cười nhẹ giọng lẩm bẩm hoác hoành lần này xem ra mày thật sự xong đời rồi hoác trừ ngồi ở trong phòng làm việc vẻ mặt hiện lên sự xảo quyệt trạng vạng nắng chiều đã sớm biến mất đường chân trời chậm rãi hiện lên tầng mây màu xám cho vừa dày vừa nặng chương 1451 chương 1451 đây là một cái bẫy. Đạt khôn tới rồi. Buổi tối hôm đó lúc trở về, nhìn vẻ mặt hoác trừ vô cùng vui vẻ. Khi đó nhà họ hoác đang chuẩn bị dọn cơm, hoác hải lãng ngồi chính giữa, hoác hoành ngồi bên tay trái. Hoác trừ vừa vào nhà đã nhìn hoác hoành ngay. Trong mắt hắn là ý cười không hề che giấu hắn cởi âu phục ra giao cho người giúp việc đứng ở bên cạnh sau đó đi nhanh vào trong phòng ăn cười nói xem ra con về đúng lúc rồi vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thật ra thì ở nhà họ hoắc buổi tối hoắc khải lãng ăn tối một mình đặc biệt là sau khi hoắc mân chết ngày nào cũng chỉ có một mình ông ta ngồi ở bên trong phòng ăn hoắc hoành phải quản lý cả hoắc thị không có thời gian về ăn cơm sau đó hoác trừ tới ban đầu cũng sẽ ăn cơm với hoác khải lãng nhưng theo dã tâm từng bước tăng lên của hắn đến khi hoàn toàn nắm được hoác thị lượng công việc của hắn bắt đầu lớn dần từ hàng ngày biến thành hàng tuần đến khi nắm toàn bộ hoác thị trong tay dần dần hắn lại vươn tay ra mảng vũ khí đạn dược gần như tuần nào cũng bay tới bay lui trên máy bay số lần ăn tối với hoác khải lãng càng ít hơn hôm nay hai người về nhà họ hoác đúng giờ thật sự là vô cùng hiếm thấy hắn kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống gấp thức ăn đưa vào miệng nếm thử rồi lập tức khen ngợi cô lâm oa ngon quá tay nghề của cô lâm đúng là càng ngày càng tốt nếu tam thiếu thích ngày mai cô lâm sẽ làm thêm mấy món nữa cô lâm hiếm khi thấy hai vị thiếu gia đồng thời ăn cơm ở nhà trong nhà họ hoắc vắng lặng lập tức náo nhiệt thêm mấy phần giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ nhưng ở đây trừ cô lâm ra những người khác đều cảm thấy trong sự náo nhiệt này mang theo cả mùi khói thuốc súng Cô Lâm bê đồ ăn lên xong liền rời khỏi phòng ăn. Trong phòng ăn lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ. Hoác trừ hình như rất đói, ăn liên tục thỉnh thoảng còn trò chuyện với Hoác Khải Lãng và Hoác Hoành mấy câu. Mặc dù cả bữa cơm, Hoác Khải Lãng và Hoác Hoành cơ bản chỉ gật đầu hoặc là ừ một tiếng trả lời hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng nói. Ngay lúc sắp kết thúc, Hoác Trừ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Hoác Hoành, hỏi, anh hai thế nào rồi? hạ sốt rồi chứ, cả bữa cơm hoác khải lãng không có biểu cảm gì. Khi nghe thấy hoác trừ gọi hoác hoành thì ngước mắt lên. Tay hoác hoành hơi khựng lại, sau đó mới gật đầu nói, ừm, gần khỏi rồi. Hoác trừ cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới rồi cau mày thật không? Nhưng sao em lại thấy sắc mặt anh hai vẫn kém thế? Ngay cả cơ thể cũng càng lúc càng gầy đi, có phải là công việc quá bận rộn không? Có cần em giúp không? Không cần, cậu đã quản lý cả hoác thị rồi, còn bảo cậu giúp tôi sẽ ấy nấy. Hoác hoành từ chối ngay, vẻ mặt vốn còn ôn hòa trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên anh rất không vui vì đề nghị của hắn. Nhưng hoác trừ lại như không biết, tiếp tục cười nói, làm sao có thể, em trai giúp anh có cái gì mà ấy nấy. Em rất muốn giúp anh hai. Câu nói cuối cùng rõ ràng mang ý tứ khác, khiến người nghe có cảm giác khiêu khích. Hoác Hoành ngồi đối diện mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói, tạm thời không cần, chờ đến lúc cần tôi sẽ nói. Vậy thì tốt, chỉ cần anh hai nói một câu, em nhất định sẽ dốc toàn sức ứng phó. Có điều, Hoác Trừ dừng lại mấy giây, sau đó lại nói, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, cùng lắm thì bảo bác sĩ Dương tới khám lần nữa. Hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này khiến vẻ mặt Hoác Hoành hoàn toàn sầm xuống nhiếp nhiên đứng ở hành lang tầng hai thấy vẻ mặt hoác hoành lạnh lùng, khẽ cong khóe miệng lên. Khả năng diễn xuất đúng là y như thật. Chương 1451.2 đây là một cái bẫy. Đạt khôn tới rồi. Nhưng đúng lúc này, Hoác Khải Lãng lại lên tiếng, bác sĩ Dương đã từ chức rồi. Hoác Trừ nghe thấy câu này, ý cười xấu xa ở khóe miệng hơi cứng đờ, từ chức. Đang yên đang lành sao bác sĩ Dương lại từ chức ừ buổi sáng hai ngày trước ông ta chủ động gọi điện thoại tới từ chức nói là quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian hoác trừ giật mình buổi sáng hai ngày trước đó không phải là ngày ông ta gửi mail cho mình sao ông ta gửi mail cho mình rồi lại lập tức từ chức giữa hai chuyện này liệu có liên hệ gì không thời gian trùng hợp khiến hắn không thể không sinh lòng cảnh giác ngộ nhỡ đây là một cái bẫy thì làm thế nào Hắn bình tĩnh cười, vậy thì đổi bác sĩ khác đi, dù sao bệnh viện nhà chúng ta cũng còn nhiều bác sĩ mà. Sau đó hắn lập tức áp chế suy nghĩ muốn lấy phần tài liệu ở trong túi quần ra. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Trừ không nói gì nữa, vẻ mặt không tránh được lộ ra chút thất vọng. Thật là, chỉ thiếu chút nữa thôi Nhiếp Nhiên mất hứng âm thầm lắc đầu trở về phòng. Dù sao bữa tối không có kịch hay cũng chỉ là một bữa tối bình thường mà thôi. Cô không có tâm trạng xem người khác ăn cơm dưới tầng hoác trừ vẫn vừa ăn vừa nói chuyện nhìn qua có vẻ tâm trạng không hề dao động nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện lúc hắn nói chuyện hơi mất tập trung ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng hơi miễn cưỡng nếu là người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra nhưng rất đáng tiếc hai người ngồi ở đây đều không phải là người bình thường ai cũng có thể nhìn ra chút biến hóa nhỏ của hắn đương nhiên hoác hoành biết hắn lo lắng căng thẳng cái gì bởi vì vở kịch này là do một tay anh vạch ra còn hoác khải lãng không nhìn thấu vẻ mặt hoác trừ hoác khải lãng luôn cho rằng vợ chồng bác sĩ dương là bị hoác trừ cướp đi nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy thì ghẽ cau mày lại nếu như là diễn thật thì khả năng của người này đúng là dày công tôi luyện ba người cứ ngồi ở bên trong phòng ăn hàn huyên như vậy nửa tiếng sau đó hoác khải lãng được chú trần đỡ lên tầng hoác hoành cũng được nhiếp nhiên xuống đẩy lên duy chỉ có hoác trừ vẫn ngồi ở đó mặt mũi thoáng u ám ngày mai đạt khôn sẽ tới thành phố a vốn dĩ theo kế hoạch của hắn là tối nay nói chuyện này ra vậy thì đương nhiên ngày mai việc thảo luận sẽ do mình làm nhưng ai ngờ tự dưng lại có chuyện của bác sĩ dương sen vào làm hắn không thể không tạm thời đè chuyện này xuống để tránh đến lúc đó bị người khác tính toán ngọn đèn vàng ấm áp trên bàn ăn chiếu lên mặt hắn nhưng vẫn không hóa giải được sắc mặt lạnh lùng kia không biết đã qua bao lâu hắn lấy cái điện thoại trong túi ra gửi một mệnh lệnh cho một dãy số không lưu tên, lập tức đi tra xem rốt cuộc báo cáo huyết dịch của Hoắc Hoành là thật hay giả. Đến khi tin nhắn gửi đi thành công, hắn mới buông điện thoại xuống, vẻ mặt nặng nề đi lên tầng 2. Cho dù ngày mai không thể đi tiếp đón, chỉ cần chuyện này là thật. Vậy thì cuối cùng vụ giao dịch này vẫn là của mình. Ôm niềm tin như vậy, hắn lạnh mặt về phòng mình. Chương 1451.3 đây là một cái bẫy đạt khôn tới rồi hoắc hoành được nhiếp nhiên đẩy vào phòng, sau khi đóng cửa lại, anh giả vờ muốn tắm, hai người nhân lúc vặn nước đầy bồn nói chuyện với nhau. Đây là thời gian tự do cố định mỗi ngày của bọn họ trong suốt nửa tháng nay. Trong khoảng thời gian này bọn họ có thể trò chuyện về kế hoạch và phương án tiếp theo. Ban đầu nhiếp nhiên cho là anh thật sự muốn bàn kế hoạch. Không ngờ chưa được hai ngày, hoắc hoành đã bắt đầu không quy củ. Ôm cô, hôn cô, làm cô chỉ muốn đánh cho anh một trận. Trừ hai ngày nay vì bản thân trốn tránh nên cô cứ cảm thấy hình như hơi có lỗi với anh, vì thế về cơ bản cô đều thuận theo anh. Vừa rồi hình như câu nói kia của Hoắc Khải Lãng đã dọa Hoắc Trừ rồi. Nhiếp nhiên ngồi ở bên bồn tắm vừa thờ ơ nghịch nước trong bồn, vừa nói với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành vẫn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không còn nghiêm túc lạnh lùng như vừa rồi lúc ở trong phòng ăn mà bình thản trả lời. Không có bối cảnh và huyết thống như Hoắc Mân nên mỗi bước hắn hành động đều phải đi vô cùng cẩn thận thật là đáng tiếc tối mai phải đi đón đạt khôn rồi nếu như tối nay lộ ra chuyện này ngày mai sẽ có thể đổi người đi nhiếp nhiên bĩu môi thở dài chờ lâu như vậy cuối cùng lại bị một câu nói của hoác khải lãng phá vỡ hoàn toàn mất hứng thật là quá mất hứng hoác hoành cong khóe miệng lên không sao chỉ là chậm một chút mà thôi coi như là anh hiếm khi tốt bụng tiếp đón thay hắn mấy ngày tốt bụng nhiếp nhiên ngước mắt lên rồi lập tức bật cười anh còn dám nói câu này tốt bụng đẩy người ta vào đường cùng à? Nếu như hoắc trừ biết tất cả chỉ là một cái bẫy, chắc sẽ thức hộc máu mất. Được rồi, không đủ thời gian rồi. hoắc hoành nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở. Nhiếp nhiên gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Ngay lúc cô đi qua hoắc hoành lại bị một bàn tay nắm lấy. Nhiếp nhiên quay đầu lại, câu mày hỏi, không phải nói không đủ thời gian sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta phải tranh thủ mới được vừa nói hoác hoành vừa đứng lên khỏi xe lăn kéo cô vào trong lòng mình nhiếp nhiên không kịp trở tay cả người ngã vào trong lòng hoác hoành cô khó khăn ngẩng đầu lên thấy hoác hoành đang nhắm mắt từ từ cúi đầu xuống nhiếp nhiên lập tức hít mắt lại cong hai ngón tay cốc lên chán hoác hoành hoác hoành bị đau lập tức buông tay che chán mình mau tắm đi nhiếp nhiên mở cửa phòng tắm đi ra ngoài hoác hoành che đầu đứng trong phòng tắm nhìn bóng lưng cô không nhịn được cười khẽ vốn dĩ còn muốn nhân lúc cô đang ái náy mà thân mật với cô thêm một chút. Hai, sớm biết thế thì hôm qua đã quấn lấy cô thêm một lúc nữa rồi. Sau khi anh đi ra ngoài, nhiếp nhiên vào tắm rồi sấy tóc sau đó trở về phòng sách nghỉ ngơi. Một đêm bình an vô sự trôi qua như vậy. Chương 1451.4 đây là một cái bẫy. Đạt khôn tới rồi lúc trời bắt đầu sáng lên, nhiếp nhiên nằm ở trên giường vẫn tiếp tục ngủ. Đến 8 giờ cô mới dậy làm vệ sinh cá nhân xong cô cùng hoác hoành xuống tầng ăn sáng sau đó lại cùng anh đến công ty ở trong công ty cô là người nhàn rỗi nhất nhiệm vụ của cô là ngồi trên sofa đọc báo xem tạp chí chờ tan ca hoác hoành sợ cô nhàm chán quá muốn tìm cho cô ít chuyện để làm thì bị nhiếp nhiên từ chối cô không làm hai việc đâu nhàn rỗi còn hơn bẩn đối mặt với lý do không chính đáng của cô hoác hoành cũng không thể làm gì chỉ có thể mặc cô Đến buổi chiều kết thúc hai cuộc họp anh trở lại phòng làm việc thì thấy cô đang dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh vốn định nhẹ nhàng không quấy giày giấc ngủ của cô, nhưng khi anh đuổi A Lạc đi, ngẩng đầu lên đã thấy người trên sofa mở mắt ra. Nếu như em cảm thấy quá nhàm chán thì có thể đi dạo phố hoặc là đến phòng ăn, hay là anh cho em máy tính để em lên mạng. Đó đều là những cách những cô gái bình thường thường xuyên dùng để giết thời gian. Có điều, hoác hoành quên một chuyện nhiếp nhiên không phải là cô gái bình thường. Cho dù kiếp trước ở trong căn cứ hay là kiếp này ở trong quân đội chờ đợi đối với cô mà nói đã sớm thành thói quen. Cô lắc đầu, hai tay ôm vai dựa vào sofa, em không buồn chán. Hoác hoành thấy vẻ mặt cô rừng rưng. Cả người vùi trong sofa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể cô luôn duy trì trạng thái căng thẳng cơ bản nhất. Ngay cả lựa chọn vị trí sofa cũng là ở sau chậu hoa nơi đó là chỗ ẩn nấp tốt nhất trong phòng làm việc nhưng lại có thể phát hiện ra mục tiêu đầu tiên hai tiếng sau đó hoác hoành vẫn vùi đầu xử lý công việc mà nhiếp nhiên cũng vẫn yên lặng chờ đợi cho đến khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống đèn ngoài cửa sổ phòng làm việc dần sáng lên lúc này điện thoại cá nhân của hoác hoành vang lên anh nói chuyện ngắn gọn mấy câu đợi anh một tiếng nữa là có thể đi rồi cúp điện thoại hoác hoành nói với nhiếp nhiên một tiếng nhiếp nhiên mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới hơn 5 giờ thôi. Phải còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của anh. Ừm, bên chỗ khôn lão đại gửi tin tức qua, chuyến bay của hắn sẽ đến trước một chuyến, cho nên đợi lát nữa anh kết thúc công việc là đi tới đó. Đến trước, nhấp nhiên nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Làm cái nghề như bọn họ, xuất hành đều vô cùng cẩn thận, vì an toàn của bản thân nên báo cáo láo thời gian cũng rất bình thường. Cô lại tiếp tục chờ đợi. Một tiếng sau, Hoác Hoành kết thúc công việc tắt máy tính được nhiếp nhiên đẩy rời khỏi công ty. A à, Lạc đã đợi ở dưới chân công ty từ trước. Vừa nhìn thấy Hoác Hoành xuất hiện, hắn vội vàng xuống xe đỡ Hoác Hoành vào, sau đó để xe lăn vào cốp. Nhiếp nhiên cũng ngồi vào phía sau. Xe chậm rãi khởi động, hòa vào trong dòng xe cổ. Chương 1451.5 đây là một cái bẫy. Đạt khôn tới rồi. Trên đường đi, bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động hoác hoành hình như bị lượng công việc cả ngày làm cho rất mệt mỏi nhắm hai mắt dựa vào ghế không nói một lời nhiếp nhiên liếc góc mặt nghiêng của anh hiếm khi không nhắm mắt nghỉ ngơi mà nhìn xe cộ đi lại bên ngoài giống như đang canh chừng cho anh hoàng hôn càng lúc càng thêm sâu đèn đường đã hoàn toàn sáng lên xe xuống đường cao tốc không lâu thì dừng ở ngoài sân bay vừa mới dừng lại hoác hoành đã tỉnh anh nhìn người bên cạnh thấy nhiếp nhiên luôn duy trì tư thế vừa rồi biết cô là đang canh chừng cho mình khóe miệng anh khẽ cong lên nhị thiếu bọn họ tới rồi lúc này a lạc ngồi ở phía trước thấp giọng nhắc nhở hoác hoành thu hồi suy nghĩ vẻ mặt đã khôi phục như bình thường nhiếp nhiên cũng ngước mắt lên nhìn xuyên qua cửa kính xe quả nhiên thấy đạt khôn liều lĩnh dẫn đầu lâu á cùng với ba bốn vệ sĩ đi sát sau lưng hắn ra khỏi sân bay nhiếp nhiên lập tức đẩy cửa xuống xe Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên thì cười lớn, cô Diệp đã lâu không gặp xem ra lần này từ thành phố V kép trở lại đã thăng chức rồi nhỉ. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa xe, lạnh lùng cười, "Không phải là nhờ phúc của anh nên tôi mới có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh nhị thiếu sao?" Hóa ra là thế, vậy nhị thiếu phải cảm ơn tôi mới được. Nói rồi hắn cúi đầu nhìn Hoắc Hoành bên trong xe. Hoắc Hoành cười ôn hòa, "Đương nhiên, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi mời Khôn lão đại đến dùng thôi." Ha ha ha, tốt tốt tốt. Tôi chưa bao giờ uống rượu của thành phố A, lần này tôi nhất định phải nếm thử một chút mới được. Đạt khôn cười lớn rồi lên thẳng xe. Nhấp nhiên đóng cửa xe cho bọn họ rồi vòng qua đầu xe ngồi lên ghế phụ. Mấy người lâu á thì ngồi ở bên trong chiếc xe phía sau. Hai chiếc xe rời khỏi sân bay đi tới khách sạn đã đặt trước. Đạt khôn ngồi ở bên cạnh hoác hoành, trên mặt vẫn là nụ cười cuồng vọng nhưng trong lời nói lại lộ ra chút thâm ý hơn nửa tháng ngắn ngủi không gặp sức khỏe nhị thiếu vẫn ổn chứ nhiếp nhiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt hoác hoành hơi biến sắc sau đó mới trả lời tạm thời vẫn ổn vẫn ổn sao vậy thì tốt vậy thì tốt anh không biết từ sau khi anh rời đi tôi lo lắng thế nào đâu đạt khôn nói rất chân thành nhiếp nhiên nói chen vào khôn lão đại thích uống rượu gì rượu mạnh hay là nhẹ đến lúc đó tôi bảo người chuẩn bị nhiều hơn không phải chứ cô Diệp ở lại bên cạnh nhị thiếu để quan tâm những thứ này à? Cô ngước mắt nhìn đặt khôn trong kính chiếu hậu cười như không cười hỏi, nghe ý của khôn lão đại thì tôi nên quan tâm cái gì của anh ấy? Cô ở bên cạnh nhị thiếu nên quan tâm cái gì tôi không biết nhưng với năng lực của cô, ở bên cạnh tôi không đến mức phải đi quan tâm tới rượu. Điều đó không phải để chứng minh tầm quan trọng của khôn lão đại rất lớn sao? Hay là khôn lão đại cảm thấy mình không quan trọng? một câu nói đơn giản hoàn toàn chặn họng đạt khôn. Hoắc Hoành cười thầm trong bụng với miệng lưỡi của cô gái này, anh còn không nói lại được nói gì là đạt khôn. Bầu không khí trong xe cuối cùng vì câu nói kia của nhiếp nhiên mà yên tĩnh lại. Chương 1452 chương 1452 không có rượu không vui thăm dò cả đường đi đạt khôn đều nhìn chằm chằm nhiếp nhiên ngồi trên ghế phụ ý cười ở khóe miệng hắn càng thêm nghiền ngẫm hoác hoành ở bên cạnh phát giác ra khẽ cau mày lại mím chặt đôi môi mỏng anh không thích đạt khôn nhìn nhiếp nhiên như vậy có cảm giác đồ của mình bị người khác nhỏ ngó hơn nữa tệ hơn là anh lại không thể nói rõ vì vậy anh lén tính toán trong lòng bắt đầu từ ngày mai có nên để nhiếp nhiên ở lại nhà họ hoác cố gắng tránh gặp mặt đạt khôn không lúc này nhấp nhiên hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng hoắc hoành, cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó. Xe xuống cao tốc sân bay, lái thẳng đến khách sạn lớn nhất thành phố, nơi đó có một căn phòng vip đặt quanh năm của hoắc thị. Đạt khôn và hoắc hoành đi thang máy từ hầm để xe lên thẳng tầng cao nhất. Mấy tên vệ sĩ luôn đi sau lưng đạt khôn đẩy cửa phòng ra trước cẩn thận quan sát một vòng. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì mới gật đầu với Đạt Khôn, đồng thời lui ra ngoài, đứng yên ở cửa. Đạt Khôn cùng Hoắc Hoành tiến vào bên trong phòng A Lạc đẩy Hoắc Hoành tới vị trí rồi cũng lập tức lui ra ngoài. Chỉ còn Lâu Á và Nhiếp Nhiên ở lại, nhưng khác là Lâu Á ngồi cùng với Đạt Khôn, Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành. Sao cô diệp lại không ngồi? Đạt Khôn ngẩng đầu lên, khóe miệng mang ý cười gian xảo. Lúc này Lâu Á cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Cô chắp hai tay sau lưng, hờ hững trả lời. Tôi chỉ là thuộc hạ, không có tư cách ngồi. Lâu Á cũng là thuộc hạ của tôi, không phải tôi vẫn để cho cô ấy ngồi bên cạnh tôi như thường sao? Đạt khôn thản nhiên nhún vai, sau đó tỏ vẻ tiếc rẻ lắc đầu nói, cô Diệp, không phải tôi muốn nói đâu. Hồi đó, hắn còn chưa nói hết lời nhiếp nhiên cắt ngang, vậy thì đừng nói nữa. Đạt khôn bị cắt ngang như vậy không chỉ không giận mà còn cười rất vui sướng, hắn hỏi hoác hoành, nhị thiếu anh nỡ để cho một cô gái đứng như vậy mãi à đúng là anh không biết thương hoa tiếc ngọc rồi hoác hoành vốn muốn bảo nhiếp nhiên đi ra ngoài tìm một chỗ tự do hoạt động xả hơi thuận tiện để cô cách xa đạt khôn cả đường đạt khôn ba lần bốn lượt quấn lấy nhiếp nhiên làm anh muốn đá chuyện này lên người hoác trừ để cho nhiếp nhiên hoàn toàn biến mất ở trước mặt đạt khôn anh cười nho nhã ngẩng đầu lên nói với nhiếp nhiên nếu khôn lão đại đã lên tiếng rồi vậy cô ngồi đi nhiếp nhiên cúi đầu nhìn anh, gương mặt vốn cương nghị như điêu khắc của anh thêm cái kính gọng vàng lại trở nên rất nho nhã anh Tuấn, có điều trong đôi mắt đen thâm thúy lại lóe lên sự lạnh lùng. Đương nhiên, sự lạnh lùng không vui này không phải nhằm vào nhiếp nhiên, mà là đạt khôn. Nhiếp nhiên nhíu mày, không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh anh. Trường 1452.2 không có rượu không vui thăm dò đạt khôn thấy nhiếp nhiên ngồi xuống thì cười, giơ cái ly trong tay lên. Như vậy mới đúng chứ, nào 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 uống rượu uống rượu hoác hoành nhìn cái ly đã đưa tới trước mặt mình nụ cười ôn hòa hơi cứng lại ở khóe miệng mãi mà không đưa tay ra đạt khôn thấy anh không nhận thì thu lại ý cười hỏi không phải là anh không muốn nể mặt đấy chứ nhị thiếu chúng ta phải hợp tác lâu dài đấy nhiếp nhiên cũng hơi nhíu mày lại đáy mắt lướt qua vẻ lo lắng cuối cùng cô giơ tay ra cướp lấy cái ly trong tay đạt khôn sức khỏe nhị thiếu không tiện để tôi nói rồi cô uống hết ly rượu với tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả hoắc hoành bên cạnh cũng không kịp ngăn lại từ trước tới nay cô không bao giờ là người ăn cái gì đầu tiên mặc dù những món ăn này đều rất an toàn thì cô cũng sẽ không ăn trước đây đã là thói quen của cô mà bây giờ cô lại vì vở kịch này của mình mà phá vỡ thói quen điều này làm cho trái tim anh run lên tay không tự chủ được nắm chặt lại hóa ra trong lòng cô có anh cô thật sự đang thay đổi vì anh ha 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 được 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 cô diệp không chỉ gan giả năng lực mạnh ngay cả tửu lượng cũng rất cao quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh đạt khôn thấy nhiếp nhiên uống ly rượu trắng nhỏ kia thì liên tục vỗ tay tôi từng gặp phụ nữ ở rất nhiều quốc gia tửu lượng đều kém bây giờ hiếm khi gặp được một người tửu lượng tốt nào cô diệp chúng ta nhất định phải cạn mấy ly sau đó hắn lại đích thân rót đầy rượu vào cái ly không của cô chủ động đưa tới nhiếp nhiên không do dự nhận lấy sau khi cô vào thân thể này chưa từng đụng đến rượu. Cũng không biết tử lượng của thân thể này thế nào. Nhưng nhất định phải diễn vở kịch này, cho nên cô chỉ có thể uống. Chỉ có điều, mới giơ tay ra chạm vào ly rượu, đột nhiên một bàn tay khác đã chặn động tác của cô. mươi 1452, bà không có rượu không vui thăm dò. Nhiếp nhiên ngước mắt lên, thấy hoác hoành chậm chạp tao nhã cầm lấy ly rượu trong tay cô, nếu khôn lão đại muốn tìm người uống rượu cùng, tôi có thể bảo người đi gọi nhưng cô ấy không tiếp rượu. Giọng anh vẫn rừng rưng ôn hòa như vừa rồi, ngay cả vẻ mặt cũng không có bất cứ chút biến hóa nào. Nhưng nghe kỹ vẫn sẽ thấy vẻ không muốn thỏa hiệp trong lời nói của anh. Nhếp nhiên khẽ cau mày lại, từ chối đặt khôn như vậy ổn chứ. Cho dù cô biết hoác hoành làm như vậy là vì mình, nhưng vì một ly rượu mà vứt bỏ toàn bộ kế hoạch hiển nhiên là không hề lý trí. Mặc dù ban đầu đúng là tôi khách sáo mới nói như vậy, nhưng bây giờ xem ra tôi cảm thấy hình như mình nói không sai rồi. Đạt khôn nhìn lâu á bên cạnh như muốn tìm đồng minh. Cô xem dáng vẻ bảo vệ người của nhị thiếu đi, đâu có phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thái Dương nhiếp nhiên nhảy lên hai cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi thu tay về, khôn lão đại, anh hiểu lầm rồi, hôm nay nhị thiếu ra ngoài chỉ dẫn theo tôi và A Lạc nếu như tôi uống say ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì anh ấy sợ tôi không thể bảo vệ anh ấy chu toàn thôi cô thản nhiên như vậy khiến đạt khôn không còn gì để nói vậy bữa tiệc đón tiếp này ăn thế nào không thể uống rượu há chẳng phải là rất mất hứng à nụ cười trên mặt đạt khôn biến mất hắn dựa vào ghế rõ ràng là hắn đang ép hoác hoành nhiếp nhiên cười lạnh so với mất hứng vì không có rượu tôi tin không có tiền sẽ khiến khôn lão đại càng mất hứng hơn đạt khôn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô cười khoa trương lâu á ở bên cạnh đã cảm nhận được lúc này khôn lão đại hoàn toàn có hứng với cô gái tên diệp nhiễm này rồi không chỉ là hứng thú mà còn có sự tức giận không ai dám không biết sống chết khiêu khích khôn lão đại hết lần này đến lần khác như vậy đặc biệt là còn cầm dao dí vào cổ khôn lão đại cô ta nhìn chằm chằm cô gái tên diệp nhiễm nhưng thấy cô không hề sợ hãi đồng thời còn nghênh đón ánh mắt khôn lão đại bằng ánh mắt lạnh lùng chỉ riêng lòng căn đảm này, nói thật lâu á vẫn rất bái phục. Cô ta đã ở bên cạnh khôn lão đại nhiều năm, mặc dù cô ta kiếm được cho khôn lão đại rất nhiều tiền. Địa vị cũng không hề nhỏ nhưng cô ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt khôn lão đại trong tình huống này. chương 1452.4 không có rượu không vui thăm dò. Lúc nhấp nhiên và khôn lão đang đỏ sức không tiếng động, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, bữa tiệc không uống rượu sao có thể gọi là bữa tiệc được vẻ mặt nhiếp nhiên cứng lại, quay phát đầu sang nhìn về phía cửa, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Hoác trừ mặc âu phục màu xám đi từ cửa vào cười nói chuyện với Đạt Khôn, Khôn lão đại, lần đầu tiên gặp nhau, chào anh. Đạt Khôn thấy có người tới, ý cười ở khóe miệng lại rộng thêm mấy phần. Tam thiếu. Tuy là một câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói rõ ràng đã khẳng định rồi. Ha ha ha, khôn lão đại biết tôi sao? hoắc trừ đi tới trước mặt hắn, cười lớn giơ tay ra. Đạt khôn cúi đầu nhìn cái tay đã đưa tới trước mặt mình. Lại làm như không để ý nhìn hoắc hoành im lặng một lát rồi lập tức phá lên cười, không không không, tôi chỉ cảm thấy có thể đường hoàng đi vào đây thế này mà không bị thuộc hạ của nhị thiếu ngăn lại. Trừ tam thiếu của hoắc thị ra, chắc không có ai dám làm thế. Nói xong hắn nhìn A lạc ngoài cửa, rồi cũng giơ tay ra bắt tay hoắc trừ. Khôn lão đại quả nhiên lợi hại khách sáo rồi, hai người nói chuyện như trốn không người, cũng không để ý sắc mặt hoác hoành phía đối diện như thế nào. Nhiếp nhiên thoáng kinh ngạc sau đó là tràn đầy sự phòng bị và căm thù. Đạt khôn nhìn thấy và cảm thấy rất vui, hắn càng trò chuyện nhiệt tình với hoác trừ hơn, đến khi hoác trừ ngồi xuống. Hoác Hoành mới nói, nghe giọng anh hơi nặng nề, sao cậu lại đến đây? Hoác trừ cười trả lời, à, em nghe ba nói hôm nay anh hai phải đích thân tiếp đón khôn lão đại, sau đó nghĩ tới mấy ngày trước anh không thoải mái, sợ anh uống rượu tổn hại sức khỏe nên tới trợ giúp. Dáng vẻ lo nghĩ cho hoác hoành của hắn nhìn rất nặng tình anh em. Nhưng trên thực tế, lúc thấy vẻ lạnh lùng và kiềm chế trong mắt hoác hoành, hắn không ngừng cười lạnh trong lòng. Bởi vì trong một tiếng trước khi đến đây, hắn lấy được một tin tức. Tin tức này đủ để cho hắn có thể đường hoàng ngồi ở đây đó chính là báo cáo kiểm tra huyết dịch của hoắc hoành không sai lúc đó hắn hỏi đi hỏi lại bên kia điện thoại còn vô cùng chắc chắn nói với hắn không sai nhân viên kiểm nghiệm đó nói phần báo cáo là thật là anh ta đích thân gửi cho bác sĩ dương các chỉ số phía trên không sai một cái nào điều này có nghĩa là gì có nghĩa là hoắc hoành thật sự bị nghiện rồi một kẻ nghiện lại dám tới bàn chuyện hợp tác ha đúng là chuyện cười còn bác sĩ dương hắn đoán chắc không phải là bị người khác hại mà rời đi mà là sợ cuốn vào trong đó mới rời đi. Hắn lập tức cảm thán bác sĩ Dương này thật thông minh, cũng biết dùng cách này để giữ được cái mạng của mình. Không hổ đã ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy. Sau khi xác định tất cả chỉ là một cơn sợ bóng sợ gió, hắn quyết định tạm thời vẫn không nói cho Hoắc Khải Lãng mà tới thăm dò trước, đến khi chắc chắn mới nói. Vì vậy lúc này hắn mới có mặt ở đây. Chương 1452.50 không có sợ không vui thăm dò. Tin tức của cậu rất nhanh nhạy đấy vẻ mặt hoác hoành bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng hoác trừ mỉm cười giải thích em chỉ muốn giúp đỡ thôi anh hai anh nhất định đừng nghĩ nhiều tôi nghĩ nhiều hay không còn có ý nghĩa gì à không phải cậu đã tới rồi sao rõ ràng trong lời nói của hoác hoành có hàm ý nhưng hoác trừ lại vờ như không hiểu cười lên ha ha anh hai không nghĩ nhiều là được rồi nhìn trận chiến của hai anh em bọn họ đạt khôn thấy rất thú vị hắn luôn nghe nói hai anh em nhà họ hoác đấu đá rất lợi hại, không ngờ đã ác liệt đến mức này rồi. Xem ra lần này mình xuất hiện đúng là một cơ hội cứu vãn quan trọng với Hoác Hoành. Tôi nghe nói khôn lão đại muốn tìm một người uống rượu à. Hoác Trừ nói với Hoác Hoành xong, lại quay sang nhìn đạt khôn. Đúng vậy, không phải người nước các anh nói không có rượu không vui sao đạt khôn là người nước tê nếu như không phải là hắn thường xuyên nói tới ba chữ nước các anh thì không ai biết hắn là người nước ngoài vì hắn nói chuyện vô cùng lưu loát y như người nước z hoác trừ cũng phá lên cười đúng thế đúng thế không có rượu không vui không có rượu không vui vậy hôm nay tôi sẽ uống với khôn lão đại coi như là tiếp đãi thay anh hai tôi cũng coi như là đền bù lần trước không đi cùng anh ấy nói rồi hắn phân phó a lạc ngoài cửa đi bảo người mang mấy chai rượu lên đây đạt khôn hài lòng cười lớn, tam thiếu quả nhiên sảng khoái. Chai rượu vừa được mang lên, hai người bắt đầu cụng ly đổi chén. Có thể trình độ tính toán và âm hiểm của hoắc trừ không bằng hoắc hoành, nhưng nếu bàn về tán sóc trên bàn nhậu thì hoắc hoành tuyệt đối không bằng hắn. Đương nhiên, hoắc hoành cũng không cần so sánh. Từ trước đến giờ anh đều dùng thực lực nói chuyện, không cần xưng anh gọi em, bá vai bá cổ với đối phương mới có thể bàn chuyện hợp tác. Cho nên trong một tiếng ngắn ngủi, đạt khôn và hoắc trừ đã biến thành hai anh em tốt. Nhiếp nhiên ngồi ở bên cạnh, chân mày cau chặt lại. cô dường như vô cùng lo lắng liếc nhìn hoắc hoành, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô chỉ có thể kiềm chế, lại chuyển tầm mắt lên hai người kia. uống xong hai ly rượu trắng, hoắc trừ thấy thời cơ đã tới rồi, cuối cùng hắn cũng nói đến chủ đề chính khôn lão đại đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thứ này khoảng thời gian ở nước ngoài cũng từng chơi rồi có điều không biết hàng trong tay khôn lão đại có phải là loại tôi thích không ở nước ngoài không nghiêm khắc với những thứ này như ở trong nước có một số loại dược tính nhẹ sẽ được coi là hợp pháp cho nên khi hắn nói như vậy đạt khôn lập tức hứng thú ồ tam thiếu chơi cái này à chỉ là chơi chút thôi không sâu hoác trừ cười nhìn đạt khôn có vẻ đã uống đến cao hứng, vậy chắc chắn tam thiếu sẽ thích cái của tôi, độ tinh luyện 96%, hít vào một hơi, theo cách nói của các anh gọi là gì nhỉ, vô, vô cùng hay, đúng. Gọi là vô cùng hay. Hoác trừ khoác vai đạt khôn, ha ha ha, có phải hai như vậy thật không? Anh không tin à, đạt khôn rất tự tin với đồ của mình, thấy hoác trừ nghi ngờ, lập tức nói với lâu á ở bên cạnh, mau lấy một gói ra cho tam thiếu xem xem. Hoác hoành ngồi đối diện nghe nói như vậy. Vẻ mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng lập tức thay đổi. Chương 1452.6 Không có rượu không vui thăm dò. Lâu Á lấy cái túi đeo trên người xuống, đặt lên bàn. Trong cái túi trong suốt kia có mấy miếng thuốc màu trắng. Đây chính là số 3 tôi chuẩn bị hợp tác với nhị thiếu, so với hai loại trước kia thì hiệu quả mạnh hơn. Cái đó, trước đây nhị thiếu cũng thử rồi, không biết là Đạt Khôn đã uống say hay là không nhìn thấy sắc mặt hoác hoành mà chỉ đích danh lôi anh vào. Hoác trừ vừa nghe thấy thế cầm gói thuốc nhỏ trên bàn lên không ngừng nghịch trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm về phía Hoác Hoành, kéo dài giọng ồ một tiếng, anh hai đã thử rồi à? Mùi vị thế nào? Tay Hoác Hoành nắm chặt tay vịn nhìn chầm chầm cái gói thuốc trong tay hắn. Hoác trừ thấy vẻ mặt anh bất thường, để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hắn dùng hai ngón tay kẹp cái túi thuốc kia, vung vẩy gọi một tiếng, anh hai. Quả nhiên Hoác Hoành chỉ mà nhìn chầm chầm gói thuốc kia, làm lơ tiếng gọi của Hoác trừ đôi tay anh nắm tay vịn càng lúc càng siết chặt nhìn vẻ mặt giống như đang nỗ lực khống chế. Hình như lúc này Hoác Trừ mới cảm thấy dáng vẻ anh kỳ lạ tốt bụng hỏi, anh hai, anh sao thế? Nhiếp nhiên ngồi ở bên cạnh vội vàng đứng dậy, rót một cốc trà ấm đưa cho Hoác Hoành, giải thích với Hoác Trừ, có lẽ cả chiều nhị thiếu làm việc quá mệt nên tinh thần hơi hoảng hốt. Hoác Hoành nhận lấy uống một ngụm, một lúc lâu sau mới làm ra vẻ bình tĩnh trả lời, tôi không sao. Hoác trừ nhìn đến đây, trong lòng cơ bản đã có thể chắc chắn Hoác Hoành thật sự nghiện cái này rồi, chỉ đang cố gắng khống chế mà thôi. Khống chế, ha ha, một khi dính vào cái này, muốn cay hẳn là chuyện không thể. Dù cho khi đó dùng ý chí mạnh mẽ của mình để giải trừ, nhưng chỉ cần có thời gian thích hợp động đến thì hút lại là chuyện trong tích tắc. Anh hai, anh vẫn chưa nói cho em biết cái này có mùi vị thế nào đâu. Hoác trừ giống như cố ý, lắc lắc hai cái túi giữa không chung. Hoác hoành uống một ngụm nước nóng xong, thần chí đã khôi phục lại, giọng anh ổn định mà trầm thấp tôi chỉ dùng nó để kiếm tiền, chỉ cần kiếm được nhiều tôi không quan tâm nó có mùi vị gì. Hoác trừ làm ra vẻ có lý gật đầu, nhưng sau đó hắn tiếc rẻ nói, anh hai, anh đã từ rồi, mà em đến bây giờ vẫn không biết là mùi vị gì. Ha ha, nếu như tam thiếu muốn thử thì cứ cầm đi. Đạt khôn hào phóng nói. Mắt hoác trừ sáng lên, thật không? Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Đương nhiên là thật rồi, khôn lão đại tôi nói chuyện từ trước đến giờ nói một là một hai là hai. Nào nào nào, uống rượu uống rượu, hai người trên bàn rượu nói chuyện rất nhiệt tình. Hoác trừ đã hoàn toàn đảo khách thành chủ, bỏ rơi hoác hoành ở bên cạnh. Ba tiếng sau, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Lúc này đạt khôn đã uống say đứng không vững nữa. Rất hiển nhiên bữa này hắn uống rất cao hứng. Còn hoác trừ thì lại rất rừng dưng trừ việc trên người có mùi rượu nồng nặc ra thì vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Lúc đợi thang máy, Hoác Hoành ngồi ở bên trong xe lăn đột nhiên nắm chặt tay vịn. gầm cơ mặt lên. Hoác trừ thấy động tác nhỏ của Hoác Hoành thì lo lắng hỏi, anh hai, anh làm sao thế? Có phải lại không thoải mái chỗ nào không, em thấy hình như sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Có cần em đưa anh đến bệnh viện không? Nhưng độ cong ở khóe miệng hắn lại vô cùng rõ ràng. chương 1453 chương 1453 thật sự xuất hiện vấn đề. giấu giếm mình. Lúc này Hoác Hoành ngồi trên xe lăn, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt rất khó coi. Ai không biết còn tưởng là anh đang tức giận vì Hoác Trừ không mời mà tới. Nhưng Hoác Trừ rất rõ ràng, anh đang lên cơn thèm vì nhìn thấy gói thuốc trên tay mình. Dùng thuốc an thần để cưỡng chế cai nghiện là một chuyện vô cùng đau khổ, huống hồ bây giờ anh còn đang trong quá trình cai nhìn thấy thứ thuốc mấy ngày nay nhớ nhung đương nhiên cũng rất dễ phát tác chỉ tiếc là ý chí của anh quá mạnh cho nên lúc này mới không trở thành trò hề trước mặt mọi người có điều càng như vậy chắc càng khó chịu lý trí tỉnh táo và khát vọng cơ thể mâu thuẫn với nhau khiến anh bây giờ chắc chắn sống không bằng chết hoác trừ đứng ở bên cạnh anh thưởng thức sự đau khổ anh đang phải chịu đựng nhưng đúng lúc này một người bỗng nhiên chắn mất tầm nhìn của hắn trên khuôn mặt trắng nõn kia là nụ cười rừng rưng châm chọc. Không cần tam thiếu lo lắng, nhị thiếu chỉ bị sốt nhẹ thôi, nếu như lát nữa anh ấy thật sự thấy khó chịu tôi sẽ bảo A à Lạc đưa anh ấy đi. Tam thiếu về sớm nghỉ ngơi đi, công việc của anh bề bộn. Nếu như sáng ngày mai đi làm muộn thì không hay đâu. Trong lời cô nói không câu nào không có ý đuổi hắn đi, thuận tiện còn có ý châm chọc hắn mấy câu. Hoác trừ hơi cúi đầu nhìn thuộc hạ thân thiết mà trung thành với chủ nhân này trong lòng cảm thán. Anh hai đúng là tìm được một con chó tốt cho mình. Hắn hơi không người tiến tới trước mặt nhiếp nhiên, cười thâm thúy, cô chắc chắn ngày mai người đi làm muộn không phải là anh hai của tôi chứ. Vẻ mặt vẫn coi như bình tĩnh của nhiếp nhiên lập tức cứng đờ. Hoác trừ thấy phản ứng của cô thì rất hài lòng, sốt nhẹ suốt như vậy, vẫn nên đưa đến bệnh viện khám xem nhiếp nhiên khẽ híp mắt lại, sắc mặt cũng sầm xuống khiến hoắc trừ càng cảm thấy thú vị. Nhất thời, hai người cứ rằng cọ ở cửa thang máy. Ai ngờ lúc này lâu á lại đi tới bên cạnh nhiếp nhiên, nghiêm túc hỏi, có phải nhị thiếu vẫn chưa khỏi không? Nhiếp nhiên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, xa cách cô nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay nhị thiếu quá mệt mỏi, thân thể yếu ớt nên suốt nhẹ mà thôi. Người bây giờ cô nên quan tâm là khôn lão đại nói xong cô phân phó a lạc đang đẩy xe lăn a lạc anh xuống dưới đặt phòng để nhị thiếu tạm thời nghỉ ở khách sạn một lát a lạc rất lo lắng nói không cần đến bệnh viện sao lão ra bảo hắn ở bên cạnh nhị thiếu chính là để hắn trông nom nhị thiếu nếu như nhị thiếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ khó tránh khỏi việc bị phạt anh đang chất vấn lời tôi à nhiếp nhiên chậm rãi quét mắt qua trong mắt là sự uy hiếp tuyệt đối Mặc dù A Lạc biết hắn đang làm việc cho lão gia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao của cô gái này, da đầu hắn vẫn hơi tê dại. Có lẽ chuyện lần trước cô dùng một chiêu đã suýt nữa cắt tay mình đã khắc sâu vào trí nhớ hắn. A Lạc nhìn nhị thiếu mang sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn, cuối cùng vẫn buông tay, đón thang máy khác đi xuống. Chương 1453.2 thật sự xuất hiện vấn đề. Giấu giếm mình, nhiếp nhiên muốn tới thay chỗ của A Lạc nhưng cô mới đi hai bước đã bị lâu á giữ tay lại. Giọng cô ta nôn nóng, thái độ cũng rất mạnh mẽ, hỏi từng chữ, rốt cuộc có phải không? Nhưng lâu á có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là người trong phòng thí nghiệm, cô ta không có sát khí ác liệt như nhiếp nhiên, thế nên nhiếp nhiên mới chỉ nói hai chữ buông ra, lâu á đã run như cầy sấy. Nhưng cô ta vẫn nghiến rằng tiếp tục nói, cô nên biết nếu như đến bây giờ nhị thiếu vẫn chưa bỏ hẳn được tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nhiếp nhiên ung dung hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói, rốt cuộc cô đang nói cái gì, sao đến một chữ mà tôi cũng không hiểu thế. Nhị thiếu chỉ bị sốt nhẹ cho nên không thoải mái mà thôi. Hoác trừ nghe thấy mấy lời của nhiếp nhiên, không nhịn được cười lớn trong lòng. Vở kịch này diễn đúng là hay. Tôi khuyên cô đừng nghĩ qua quyết cho xong chuyện, không bỏ hẳn thì cuối cùng người bị ảnh hưởng vẫn là nhị thiếu. Lâu á vẫn nói với giọng nặng nề. Lần này sở dĩ cô ta lựa chọn mạo hiểm cùng tới đây là vì muốn biết tình hình của nhị thiếu thế nào. Tứ trước đó cô ta cho anh dùng là để loại bỏ dược tính mãnh liệt của hai loại thuốc N và số 3. Theo lý mà nói, ban đầu có hiệu quả với anh thì phải luôn có hiệu quả mới đúng. Bây giờ thấy tình hình của nhị thiếu thì có vẻ tác dụng của thuốc đã hết rồi, nhưng hình như chưa hoàn toàn cai được cơn nghiện. Đợi đã, cai nghiện, sao tôi lại không hiểu gì thế này? không phải là sốt nhẹ sao sao lại biến thành cai nghiện anh hai tôi phải cai nghiện cái gì hoác trừ cười như không cười nhìn nhiếp nhiên sợ bỏ qua biểu cảm tuyệt diệu nào của cô lâu á nghe thấy thế kinh ngạc nói anh không biết à nhị thiếu lâu á quả nhiên không ngoài dự đoán của hoác trừ nhiếp nhiên quát lớn dọa cho lâu á lập tức dừng lại Ánh mắt nhiếp nhiên lạnh lùng, chữ nào cũng lạnh thấu xương, tôi nể tình cô là thuộc hạ của Khôn lão đại nên mới không làm gì cô, nhưng cũng mong cô thận trọng lời nói và hành động của mình. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Cô dừng lại một lát, sau đó cong khóe miệng lên cười hung ác, tôi nghĩ chắc cô đã từng thấy tôi không khách khí rồi. Lâu á bị cô nhắc nhở như vậy, nhớ lại phát súng lúc đó của cô mà dùng mình, chân nhũn ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước nhưng vừa vặn được đạt Khôn đi tới sau lưng đỡ lấy. Hôm nay hắn uống rất vui, đi cũng hơi loạn choạng. Lâu Á, lần này chúng ta tới bàn chuyện hợp tác, những chuyện khác không ở trong phạm vi của chúng ta, cho nên. Hắn cố ý dừng lại, nhìn Hoắc Hoành và Hoắc Trừ, tiếp tục nói thang máy đến rồi. Chúng ta lên tầng thôi. Lâu Á khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói thì Đạt Khôn đã kéo cô ta vào bên trong thang máy. Chương 1453.3 thật sự xuất hiện vấn đề. giấu giếm mình trong hành lang bỗng chốc chỉ còn lại ba người bọn họ. Không ngờ cô Diệp bảo vệ anh hai tôi tốt như vậy. Giọng nói mang theo ý cười của Hoắc Trừ vang lên trên hành lang trống trải. Nhấp nhiên cười lạnh, không phải là bởi vì câu nghi ngờ kia của Tam Tiếu mới ép tôi buộc phải làm tốt sao. Nhưng mà rốt cuộc anh hai tôi làm sao thế? Tôi thật sự rất lo lắng. Đây đúng là khiêu khích thẳng mặt. Nhị thiếu không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi nếu như nửa đêm anh ấy vẫn không thoải mái tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện chuyện này xin anh cứ hoàn toàn yên tâm như vậy sao được sắc mặt anh hai thật sự là quá kém tôi là em trai không có lý nào ngoảnh mặt làm ngơ yên tâm về nhà được hoác trừ nói rồi rất thân thiết muốn cầm lấy tay vịn xe lan hắn còn chưa chạm vào nhấp nhiên nhanh tay lẹ mắt đã giữ lấy cổ tay hắn tam thiếu ở đây không có người ngoài bất diễn đi anh diễn hay không có nghĩa là người khác không buồn nôn cô cười lạnh trực tiếp hất tay hoắc trừ ra trong lời nói lộ rõ sự chán ghét khiến hoác trừ mối mặt nụ cười trên môi tắt lịm ánh mắt cũng trở nên rét lạnh cô biết cô đang nói chuyện với ai không nhiếp nhìn bật cười nói với giọng đầy châm chọc và khinh thường sao thế anh muốn nói với chủ tịch hoác à mách lẻo là chuyện trẻ con mới làm Hoác trừ khoanh tay, giống như đang quan sát, đột nhiên lại nhếch miệng cười, không phải là cô Diệp sợ tôi nói tình hình của anh hai tối nay với ba, cho nên lúc này mới cố ý khích tôi. Để tôi đừng nói đấy chứ. Vẻ mặt nhiếp nhiên hơi cứng lại giống như bị vạch trần, sau đó khôi phục như bình thường, sao tôi phải sợ cơ chứ. Nhị thiếu chỉ sốt nhẹ mà thôi, ai mà chẳng có lúc ốm, chuyện này rất bình thường. Vậy sao? nếu như thật sự là sốt nhẹ thì không sao chỉ sợ việc sốt nhẹ này không phải bình thường như vậy thì không tốt đâu hoác trừ cười vô cùng rạng rỡ tam thiếu nghĩ nhiều rồi sốt nhẹ chính là sốt nhẹ ở đâu ra mà không bình thường thật không hoác trừ cười gian xảo đinh cái thang máy khác mở ra a à, lạc đã đặt phòng xong đi từ bên trong ra. tam thiếu còn có việc gì nữa không nếu không có chúng tôi lên tầng trước đây dù sao nhị thiếu cũng không được thoải mái nhiếp nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, lạnh mặt nói rồi đẩy hoắc hoành vào trong thang máy. A lạc mới tới nên không biết giữa bọn họ đã có chuyện gì, chỉ gật đầu với hoắc trừ, sau đó cũng định đi vào theo, nhưng còn chưa kịp đi vào đã bị nhiếp nhiên ngăn lại. Cô giúp thẻ mở cửa phòng khách sạn trong tay A Lạc ra, nói với hắn, hôm nay Tam Thiếu uống nhiều rượu, lại không dẫn theo ai, anh đưa Tam Thiếu về đi. Nhưng, A Lạc còn chưa kịp nói xong. Nhiếp Nhiên đã đầy hoắc hoành tiến vào thang máy, ấn số tầng. Hoắc Trừ đứng ở bên ngoài thang máy cười đút hai tay trong túi quần, nhân lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nói: "Nếu như cô khăng khăng anh ấy, chỉ là không thoải mái." Vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa, hy vọng sáng ngày mai anh hai vẫn có thể đến công ty đúng giờ. Chương 1453.4 thật sự xuất hiện vấn đề. Giấu giếm mình, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đi thẳng xuống dưới. Điểm đặc biệt của khách sạn này là phòng VIP không phải trên tầng thượng mà là ở tầng thấp nhất. Phía dưới yên tĩnh, thần bí, lại thêm hiệu quả cách âm cao, khiến người thành phố A cùng với người giàu có vùng lân cận đều thích đến đây, khiến cho phòng ở nơi này nhìn vàng khó có. Thang máy nhanh chóng xuống đến nơi, nhiếp nhiên thấy hoác hoành vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi, cô khẽ đẩy một cái. Ai ngờ anh không có bất cứ phản ứng nào, làm cho cô cảm thấy kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn anh, mặt lập tức biến sắc. Lúc này Hoắc Hoành đang nhắm chặt hai mắt môi tái nhợt trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải là diễn mà là thật. Hoắc Hoành, Hoắc Hoành, nhiếp nhiên vừa gọi vừa lay anh. Hai ngày nay tim anh không bị đập nhanh nữa, cộng thêm việc anh luôn nói mình không sao, cũng rất ít uống thuốc nên cô cũng buông lòng. Nhưng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội như vậy. Hoắc Hoành được cô gọi mấy lần cuối cùng mở mắt ra, ánh mắt tan dã từ từ tập trung lại. Lúc nhìn thấy nhiếp nhiên ở trước mặt anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, muốn trần an cô, anh không sao. Đừng lo lắng, nhiếp nhiên thấp giọng mắng, đáng chết, tại sao anh phải giấu em. Hai người cùng ra cùng vào, trừ buổi tối anh tắm ra, những lúc khác cơ bản đều ở bên nhau. Nhưng anh vẫn có thể giấu mình kín kẽ đến thế, đúng là không thể không bội phục. Đinh, thang máy vang lên, nhiếp nhiên vội vàng đẩy anh ra, sau đó dựa theo số cửa trên thẻ đưa anh vào. Vừa đóng cửa, cô lập tức rót cho Hoác Hoành một cốc nước ấm, sau đó lấy thuốc mình luôn mang theo ra. Mau, uống thuốc đi. Cô dục anh. Hoác Hoành nhìn hai viên thuốc trong tay cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, anh không muốn tiếp tục uống thuốc này nữa. Thuốc này có vấn đề à? Nhíp nhìn thấy anh thế này rồi mà vẫn từ chối chữa trị thì vô cùng lo lắng. Không biết, nhưng anh không muốn uống, anh không thể nào chắc chắn. Liệu Hoác Khải Lãng có làm gì anh không? hoác hoành dựa vào xe lăn nhìn rất yếu ớt nói chuyện cũng thở hổn hển chắc chắn chú trần đã nói chuyện anh bị nghiện cho hoác khải lãng vì thế anh mới tới bệnh viện của hoác thị kiểm tra toàn diện để gián tiếp chứng minh với hoác khải lãng thân thể mình không có vấn đề báo cáo kiểm tra sức khỏe kia chắc chắn lúc mình còn chưa nhận được thì đã được chuyển tới máy tính của hoác khải lãng rồi còn sau khi ông ta thấy mình dùng thuốc chữa bệnh tim đập nhanh sẽ nghĩ gì anh cũng không biết được Hoác Khải Lãng có bản tính đa nghi, hơn nữa dục vọng khống chế cực mạnh cho nên cho ông ta thật sự làm gì cũng không lạ. Trường 1453.5 thật sự xuất hiện vấn đề. Giấu giếm mình, vậy bây giờ em đưa anh đi khám. Nhiếp nhiên cau mày, muốn đỡ anh lên nhưng lại bị Hoác Hoành lắc đầu từ chối, một khi anh bước ra khỏi cái cửa đó, vở kịch này sẽ kết thúc. Đạt khôn và Hoác Trừ sẽ biết không phải anh phát tác cơn nghiện mà là do tim đập nhanh sau khi đã giải trừ được thuốc vậy anh định cứ chịu thế này mãi à nhiếp nhiên nhìn mồ hôi lạnh chảy từ thái dương anh xuống hiển nhiên tình hình không ổn lắm phải nói là còn tệ hơn hai ngày trước sớm muộn cũng phải rời khỏi những thứ thuốc này bắt đầu từ hôm nay là được rồi so với nhiếp nhiên nóng lòng hoác hoành tỏ ra rất ổn định nhiếp nhiên biết anh chống đỡ một mình nhiều năm như vậy nhất định là có suy tính của mình vì vậy không cô ép nữa cô đẩy anh đến cạnh giường ôm eo anh từ từ đỡ anh lên không chịu được thì nói với em. Hoác hoành nằm ở trên giường tết miệng cười yên tâm, chỉ là. Tim đập nhanh, mà thôi, anh chịu, được. Vì muốn anh có thể nằm thoải mái, cô tăng nhiệt độ trong phòng, tháo kính. Cởi âu phục rồi đắp chăn cho anh. Xong xuôi, nhấp nhiên ngồi cạnh giường nhìn anh, không rời một bước. Hoác hoành nằm ở trên giường, nhắm hai mắt co rúc trong chăn, nhìn không mạnh mẽ như bình thường mà hơi giống trẻ con. Đặc biệt là lúc anh nhắm mắt còn nắm tay cô không buông bên trong phòng yên lặng không một tiếng động. Nhiếp nhiên cẩn thận quan sát vẻ mặt hoác hoành. Thỉnh thoảng còn lau mồ hôi trên trán cho anh. Cứ như vậy khoảng 3 tiếng cuối cùng sắc mặt hoác hoành đã dần dần chuyển biến tốt. Tỉnh dậy thấy nhiếp nhiên ngồi ở cạnh giường mình. Anh khẽ cười với cô. Anh thấy thế nào rồi? Nhiếp nhiên lo lắng hỏi. Hoác hoành nắm chặt tay cô, không sao, tất cả đều ổn nhiếp nhiên thấy vẻ mặt anh không giống như đang nói dối lập tức thả lỏng anh đói không có cần em gọi đồ ăn không anh không đói vậy uống nước nhé chảy nhiều mồ hôi như vậy chắc chắn cơ thể mất nhiều nước lắm nhiếp nhiên buông tay đi rót cho anh một cốc nước hoác hoành chống nửa người lên uống hết cốc nước trong tay cô anh uống nữa không nhiếp nhiên hỏi một câu thấy hoác hoành lắc đầu lại hỏi tiếp vậy chúng ta có thể nói chuyện chính rồi chứ dưới ánh đèn màu vàng, nụ cười của cô vô cùng ấm áp. Hoác Hoành ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Nhưng ai ngờ anh vừa gật đầu xong, sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống, tại sao lại lừa em nói thân thể vẫn ổn, còn giấu em kỹ như vậy? Từ lúc mặt cô biến sắc, Hoác Hoành đã cảm thấy không ổn rồi. Sau đó anh che ngực cau mày nói, anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nói rồi, anh định nằm xuống. Chương 1453.6 thật sự xuất hiện vấn đề. Giấu giếm mình, nhưng nhiếp nhiên đâu có dễ qua mặt như vậy, cô gắt nhẹ, hoác hoành. Thấy không qua mặt cô được, hoác hoành chỉ có thể bỏ dậy. Không phải em cũng có chuyện giấu anh sao? Em giấu anh cái gì? Hoác hoành cười như không cười nhìn nhiếp nhiên, trong mắt là vẻ đã sớm nhìn rõ tất cả, tối hôm nay hoác trừ có thể tới, là kiệt tác của em đúng không? Nhiếp nhiên hơi ngần ra, không ngờ anh lại có thể nghĩ tới nhanh như vậy. Đúng vậy, hắn muốn cha, em sẽ trực tiếp đưa người đến trước mặt hắn, tránh cho hắn phải hỏi từng người, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Cô thản nhiên đáp, vậy tại sao em không thương lượng với anh? Hoác hoành đổi khách thành chủ chất vấn. Một người gian xảo như tiểu hồ ly, một người âm hiểm như chó sói lớn, hai người đối đầu nhau dĩ nhiên là kỳ phùng địch thủ. Còn anh cũng không thương lượng với em đã lừa em rồi. Nhiếp nhiên tỏ ra không yếu thế mà trên thực tế hoác hoành đang chờ cô không cam lòng yếu thế cho nên anh thuận thế nói chúng ta hòa nhau nhiếp nhiên lập tức phản ứng lại mẹ kiếp tên này lại bẫy mình hai chuyện này có thể hòa nhau à cô tính kế phía sau đưa người qua đó cùng lắm chỉ có thể là tự tiện hành động cho dù có gì ngoài ý muốn thì cũng không làm hại bất cứ ai nhưng anh thì khác đây là vấn đề sức khỏe nếu anh còn giấu giếm sẽ nguy hiểm đến tính mạng huống hồ tình trạng sức khỏe của anh biến thành như vậy có quá nửa nguyên nhân là vì cô. Nếu như sau này sức khỏe của anh thật sự xuất hiện tình trạng không thể cứu vãn nổi. Vậy có phải anh định khiến cô nợ anh cả đời không? Nhiếp nhiên lạnh lùng nhìn anh, hiển nhiên là đã tức giận. Ngoại trừ sai lầm với cổ lâm ra, cô thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ đó lần thứ hai nữa. chương 1454 chương 1454 dụ dỗ kịch hay mở màn. Hoác hoành vốn mượn cơ hội này qua loa cho xong, nhưng ai có thể ngờ không qua loa được, hình như càng khiến cô không vui hơn. Anh khẽ thở dài, anh không muốn em ấy náy, cho nên mới giấu. Bởi vì biết tính cô và cả cách làm việc của cô, anh sợ mỗi lần mình phát tác sẽ khiến cô ấy náy, cho nên anh mới nói mình ổn. Khi đó cổ lâm gặp chuyện, cô đã khó chịu thế nào, anh đều thấy cả và cũng vô cùng đau lòng vì cô. Anh không hy vọng thấy cô có ánh mắt bi thương đó lần thứ hai. Nhiếp nhiên nghe thấy lời nói chân thành của anh thì tim khẽ run lên, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho anh, vậy bây giờ thì sao, không phải là vẫn bị em phát hiện à? Giấu giếm như vậy có ý nghĩa sao? Như vậy chỉ sẽ khiến em càng áy náy, lo lắng hơn mà thôi. Hoác hoành cúi đầu không nói một lời, nhưng lúc nghe thấy năm chữ cuối cùng, anh ngẩng phát đầu lên đôi mắt đen láy sáng lên giống như sao trên trời anh không nghe nhầm chứ lo lắng cô gái này nói lo lắng em nhắc lại lời vừa rồi lần nữa đi anh chống người lên vẻ mặt mong đợi muốn nghe à nhiếp nhiên hỏi hoác hoành dùng sức gật đầu vậy sau này còn giấu em lừa em nữa không hoác hoành giống như người bạn nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu sau này không dám nữa nhiếp nhiên thấy anh giả vờ ngốc như trẻ con cuối cùng vẫn không trách móc anh nữa Thật ra cô còn có thể trách cái gì? Người đàn ông này nghĩ cho cô như vậy, cô đã không còn gì để nói rồi. Cô nâng mặt anh lên, hôn nhanh lên khóe miệng anh một cái. Em cảm thấy hành động sẽ thuyết phục hơn lời nói. Hoác hoành ngẩn ra, sau đó niềm vui ập đến, đến cuối cùng anh ngã lên giường, nhìn hơi ỉu siêu. Sao thế, tim lại đập nhanh à? Nhất nhìn thấy vẻ mặt anh lại không được bình thường, lo lắng hỏi. Không phải hoác hoành vùi mặt vào trong gối giọng nói buồn bực truyền ra tại sao lần nào em cũng dụ dỗ anh lúc thân thể anh đang yêu ớt thế giọng anh nghe vô cùng ấm ức và đáng thương nhiếp nhiên bật cười em dụ dỗ anh lúc nào lần nào cũng thế giọng hoác hoành nghe vẫn ấm ức như cũ nhiếp nhiên thật sự không nói nổi sử dụng đòn sát thủ vậy thì lần sau không hôn nữa quả nhiên hoác hoành đang vùi mặt trong gối nghe thấy câu này lập tức nhảy ra chính nghĩa từ chối không được Vậy thì nghỉ ngơi tử tế cho em, tranh thủ sớm ngày bình phục. Nhiếp nhiên chỉnh chăn cho anh rồi nói. Nhưng Hoác Hoành lại vén một góc chăn ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mời mọc nằm cùng anh đi. Nhiếp nhiên lắc đầu, trả lại y nguyên lời anh vừa nói cho anh, đừng kẻo đến lúc đó anh lại nói em dụ dỗ anh, vậy anh sẽ ấm ức dày vò lắm. Hoác Hoành không để ý, giơ tay kéo cô. Bây giờ sắp đến trung tuần tháng 12 rồi, anh tin sẽ nhanh chóng kết thúc ngày tháng dày vò này thôi anh lại còn đếm ngày à? Nhiếp nhiên vốn định thuận thế nằm xuống, nhưng nghe thấy anh nói thế, ngẩn ra ngồi ở cạnh giường. Dĩ nhiên, anh dựa vào việc đếm ngực này để chống đỡ đây. Chương 1454, hai dụ dỗ kịch hay mở màn. Nếu như không thể giải độc, không thể chịu đựng thì tương lai của anh và nhiếp nhiên chỉ là suy nghĩ viền vông. Khó khăn lắm anh mới đi được tới ngày hôm nay, khó khăn lắm mới có tư cách nhập học. Anh không thể từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể nào từ bỏ nhiếp nhiên nghiêm túc nói nếu như vậy thì em cảm thấy hoàn toàn có thể lùi lịch lại nhỉ tại sao hoác hoành khẽ cau mày lại bởi vì như vậy nói không chừng anh có thể chịu được mãi sau đó sống thọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng nghiêm túc mà hoác hoành sau khi nghe xong mới phát hiện mình bị chiêu chọc vì vậy nghiến răng ken két giơ tay đè cô xuống giường nhiếp nhiên khẽ cười nói đùa thật đấy không tin anh có thể thử xem tiềm năng của con người vô cùng lớn bỏ đi sống một mình không có ý nghĩa phải có em bầu bạn mới vui hoác hoành ôm cô thật chặt giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô nhấp nhiên nghe thấy thế khẽ cong khóe miệng lên sau đó cô yên tĩnh nằm trong lòng anh một tay đặt lên eo anh hai người mặt đối mặt yên tĩnh ôm nhau như vậy qua một lúc lâu cái tay đặt trên eo hoác hoành dịch lên trên ngực anh bàn tay mang theo độ ấm kia cách lớp áo sơ mi lông cừu đặt lên trái tim anh tim anh thật sự không có vấn đề gì chứ trong căn phòng mờ tối giọng nhiếp nhiên nhẹ nhàng vang lên bàn tay ôm eo nhiếp nhiên siết chặt lại giọng nói trầm thấp khàn khàn của hoác hoành truyền tới em có biết là đối với em từ trước đến giờ anh đều không có ý chí không nhiếp nhiên đang vuốt ve ngực anh dừng tay lại sau đó ngẩng đầu lên ý chí của anh đã rất mạnh rồi với tình hình lúc đó mà anh vẫn có thể nhịn được thì đã là chuyện người bình thường không thể làm được thật ra thì phương diện khác anh cũng không yếu hoác hoành đột nhiên ám chỉ trêu cô nhiếp nhiên giơ một ngón tay ra vẽ vòng tròn trên ngực hoác hoành rồi ngẩng đầu lên ồ vậy sao nói miệng không bằng chứng hay là thử xem vừa dứt lời cô đã le lưỡi ra khẽ liếm vào yết hầu anh trong nháy mắt đó thân thể của anh căng cứng lên một tiếng hít mạnh truyền ra từ cổ họng anh nhiếp nhiên thấy phản ứng của anh không nhịn được cười ha ha hoác hoành cảm thấy mình bị đùa giỡn rồi anh than thở tại sao mình lại yêu cô gái tinh quái như vậy chứ các cô gái khác nghe thấy thế nếu không thẹn thùng thì cũng căng thẳng, cô gái này thì hay rồi, ý vào việc mình còn là vị thành niên mà làm bậy với anh. May mà anh huấn luyện ở đơn vị nhiều năm, sức kiềm chế coi như tương đối tốt nếu không sẽ bị ép điên rồi làm sai mất. Trường 1454.3 rủ dỗ kịch hay mở màn thế nào, còn muốn tiếp tục không? Nhiếp nhiên được anh ôm vào lòng, rất hài lòng với phản ứng của anh lúc này. Hừ, thật sự nghĩ cô là con cọp không phát uy à? Lần nào hai người ở riêng với nhau, người này cũng tranh thủ ôm hôn cô. Một lần hai lần, cô cũng nhịn, nhưng nhiều lần thì cảm thấy phiền. Huống hồ cô là một người không thích bị người khác đến gần. Có thể cho anh đến gần ôm hôn đã là nhượng bộ rồi. Nhưng người này lại càng lúc càng làm tới. Ai có thể chịu được rõ ràng là một người đàn ông nhưng lại giống như một con chó lớn nằm bò trên vai mình, vừa ngửi vừa hít, cọ chỗ này, sờ chỗ kia. Không chặt cái móng vuốt của anh nhiếp nhiên đã cảm thấy mình quá từ bi rồi. Không nói gì, em coi như anh ngầm thừa nhận nhé. Lần này nhiếp nhiên quyết đánh trả cái tay không an phận đặt trên ngực anh chậm rãi vẽ hết vòng này đến vòng khác. dáng vẻ ám thị của cô khiến hoác hoành tức giận. Còn tiếp tục nữa thì anh sẽ vỡ mạch máu mắt. Anh ấn đầu nhiếp nhiên vào lòng mình, hùng giữ nghiến răng nói hai chữ, ngủ đi. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Tiếng cười của nhiếp nhiên dần dần vang lên trong lòng anh sau đó ngay cả cơ thể cũng hơi run rẩy người này lần nào cũng chỉ dám nói mồm nếu thật sự đi đến vạch giới hạn anh sẽ bị dọa căng cứng người không dám nhúc nhích hoác hoành vốn dĩ giận nghiến răng nghiến lợi nhưng nghe thấy tiếng cười giòn tan trong lòng thì sự oán giận đã phai đi mắt anh buông lỏng tay ra nhiếp nhiên cảm nhận được lại khẽ ngẩng đầu lên vẻ mặt cô vẫn mang theo ý cười dưới ánh sáng mờ tối đôi mắt cô sáng trong khiến tim anh rung động hoác hoành giãn chân mày ra giống như bị mê hoặc chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô anh không mang theo bất cứ suy nghĩ gì chỉ đơn thuần hôn khẽ một cái nhiếp nhiên vẫn cười dường như là đang đợi bước tiếp theo của anh sau này nếu có thể ngày ngày thấy em cười như vậy thì tốt trong không gian u tối giọng anh trầm thấp vang lên nhiếp nhiên thu lại ý cười ở khóe miệng nói không phải ngày nào em cũng cười sao Hoác Hoành lắc đầu ôm cô chặt thêm, anh nói là nụ cười vui sướng không lo buồn gì thế này cơ. Dừng một lát, giọng nói cuốn hút của anh lại vang lên bên tai cô, mang theo ý hứa hẹn. Sau này anh sẽ bảo vệ nụ cười này. Nhiếp nhiên bị anh ôm chặt chóp mũi quanh quần mùi thơm trên người anh. Nghe anh hứa, nói không có cảm động là không thể. Cảm giác lạ lẫm đó khiến cô cảm thấy hốt hoảng. Cô theo bản năng lại muốn trốn tránh một lần nữa, rồi cô ý chuyển chủ đề, nói thật anh không khó chịu à? Chương 1454.4 rủ dỗ kịch hay mở màn. Hoác hoành không được đáp lại, lại còn bị trêu chọc nên thở hồn hền, ừm, không khó chịu. Anh lại tăng thêm lực tay, giống như đang trừng phạt cô. Nhưng em khó chịu, nhiếp nhiên nhỏ giọng nói. Ừ, đương nhiên hoác hoành biết cô khó chịu nhưng vẫn không buông lỏng tay. Hai tay nhiếp nhiên siết chặt cổ áo anh rồi ngẩng đầu lên, em nói là anh chọc em rất khó chịu sau khi nói xong câu nói nhẹ nhàng đó cô còn rất cố ý dịch qua rồi cọ nhẹ dưới người anh một cái từ lúc bị cô liếm hoác hoành đã sớm có phản ứng nhưng vẫn cố nhịn sau đó khó khăn lắm mới hòa hoãn lại ai ngờ cô cọ như vậy sắc mặt anh lại thay đổi gương mặt anh tuấn như điêu khắc của anh vạn vẹo đồng thời lại hít một hơi một lần nữa anh không dám cử động cơ thể gầy gò căng cứng thành một đường thẳng sau khi thở dốc mấy hơi liên tục anh nghiến răng gằn từng chữ em thật sự muốn ép anh điên à là em đang dạy anh, ra ngoài lăn lộn thế nào cũng phải trả giá. Nhiếp nhiên đắc ý nói. Hoác hoành tức giận cắn nhẹ lên mũi cô em đợi đó cho anh. Được em đợi, nhiếp nhiên yêu kiều đồng ý nhưng không làm động tác gì quá đáng nữa. Cô ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh anh, đợi hơi thở của anh bình ổn lại. Vui chưa, hoác hoành dần dần hòa hoãn lại thấy khóe miệng cô khẽ cong lên tức giận trợn mắt lườm cô. Cô gái này đúng là cần phải dạy dỗ tử tế mới được. Nếu anh không dùng sức kiềm chế để dằn xuống thì vừa rồi cô gái này đã bị anh ăn sạch sẽ rồi. Ừm, rất vui, nhiếp nhiên được đằng chân lân đằng đầu cười nói. Hoác hoành vừa tức vừa không làm gì được cô thật sự muốn vỗ lên mông cô mấy cái. Sau khi thành công tránh thoát lời tỏ tình của anh, nhiếp nhiên không giày vò anh nữa mà chỉ yên tĩnh nằm ở đó. Trong căn phòng tĩnh lặng, thời gian chậm rãi trôi qua. Trường 1454.5 dụ dỗ kịch hay mở màn bên trong một căn phòng VIP khác, Đạt Khôn đang ngồi nhìn suối nước nóng ngầm cạnh cửa sổ sắt đất. Hắn cầm một cái ly đế cao trong tay, thờ ơ lắc ly. Cô chắc chắn hắn vẫn chưa bỏ được hoàn toàn. Bên trong căn phòng, đèn sáng trưng. Nhìn tình hình của anh ta hình như là thế. Lâu Á đứng ở bên cạnh cung kính trả lời. Nhìn tình hình của hắn. Đạt Khôn cười lên, vậy theo cô nghĩ thì sao? lâu á trầm mặc mấy giây sau đó nói nếu như dựa theo liều lượng thuốc của tôi chắc đã loại bỏ hoàn toàn rồi ồ vậy không phải là rất lạ sao nụ cười của đạt khôn càng sâu thêm lâu á nghiêm túc hỏi anh cảm thấy có thể là anh ta đang diễn à diễn hay không diễn đến lúc đó sẽ biết không vội dù sao chúng ta cũng phải ở lại đây một khoảng thời gian nữa cứ xem xét thêm đi đạt khôn khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly anh định chuyển hướng lên tam thiếu à không chờ thêm đã đạt khôn nghịch ly rượu, khóe miệng mang theo ý cười, lời nói không nhanh không chậm. Lâu á không hiểu rốt cuộc đạt khôn muốn xem xét điều gì. Hàng sắp đến cảng rồi. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn để toàn bộ hàng trên bến tàu à? Nếu như cha được bọn họ nhất định phải chết. Phải đợi sao? Chúng ta không có nhiều thời gian. Lâu á nói. Đạt khôn cười lạnh với điệu bộ của Hoắc trừ hôm nay. Hắn sẽ để cho tôi và Hoắc hoành bình an vô sự tiến hành giao dịch sao? không có được tất nhiên sẽ hủy đi, đây là phương pháp tốt nhất trong đấu tranh. Tôi tới để kiếm tiền, không phải là tới chơi mạng, cần gì phải thành vật hy sinh trong trận đấu tranh của hai anh em bọn họ. Vậy phải chờ tới khi bọn họ kết thúc đấu tranh à? Như vậy sẽ phải đợi rất lâu. Lâu Á cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Đọc truyện tại web chuyên online. Com hoác trừ ngồi ở vị trí kia. Không chỉ tùy tiện là có thể đánh bại được không sẽ không đâu tôi tin tưởng sự xuất hiện của tôi sẽ là trận đấu cuối cùng của bọn họ đạt khôn nói chắc chắn hoác trừ thông minh mà hoác hoành cũng vậy cho nên quyết đấu giữa người thông minh thường là chiêu nào cũng là đòn trí mạng nhưng nhị thiếu đã bị đá ra khỏi hoác thị rồi lâu á nhắc nhở đạt khôn trừ con đường này của đạt khôn ra hoác hoành không có năng lực gì đi đấu với hoác trừ nữa cho nên hoắc hoành thua chính là chết còn hoắc trừ thua thì vẫn còn có thực lực có thể tiếp tục đấu so sánh như vậy rất rõ ràng phần thắng của hoắc trừ lớn hơn nhưng đặt khôn lại không cho là thế chỉ bằng việc hoắc hoành có thể tiêu diệt hoắc mân thì cho dù hắn không có gì cả cũng có năng lực liều với hoắc trừ một lần Hoác Mân là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ hoắc Hoác Hoành có thể động đến cái cây đại thụ này, hiển nhiên năng lực không hề tầm thương. Rốt cuộc cuối cùng ai chết trong tay ai? vẫn còn là một ẩn số. Thật ra tôi rất hy vọng nhị thiếu có thể thắng, hơn nữa còn hy vọng. Hắn chưa nói hết thì đã uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, trên môi là nụ cười khoa trương mà tính toán. Dưới bóng đêm, ba người đàn ông mỗi người ôm một tâm tư riêng. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. chương 1454.6 dụ dỗ kịch hay mở màn. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, nhiếp nhiên phát hiện mình lại bị anh ôm suốt một đêm vốn dĩ hôm qua cô định đợi anh ngủ rồi sẽ rời khỏi người anh nhưng đợi mãi đợi mãi có lẽ là quá mệt nên cô đã thiếp đi trong lòng anh nhìn hoắc hoành dường như vẫn còn đang ngủ say nhấp nhiên giơ tay ra muốn chạm vào mặt anh đầu ngón tay của cô vừa mới chạm vào đôi mắt vốn đang nhắm chặt đã mở ra trong đôi mắt vừa tỉnh ngủ của anh hơi mơ màng sau khi xác định người trước mặt là ai anh mới cười thoải mái muốn sờ mặt anh à Hoác hoành cầm tay cô đặt lên má mình, thế nào, cảm giác thế nào? Anh nghĩ nhiều rồi, sau đó cô rút tay lại rồi áp lên chán anh. Mỗi lần tim đập nhanh anh sẽ bị sốt cho nên đây cũng là nguyên nhân tối hôm qua cô luôn nằm ở bên cạnh để có thể thuận lợi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Hoác hoành thấy cô quan tâm mình thì không thể tu lại được ý cười ở khóe miệng. Nhiếp nhiên cứ xoa chán anh trong khi anh ngẩn ra như vậy, sau khi xác định anh không sốt cô mới rụt tay về không còn sớm nữa, dậy thôi. Cô quay người định xuống giường, lại bị Hoác Hoành kịp thời kéo lại. Không gấp nằm một lúc nữa đi. Hoác Hoành ôm cô, dáng vẻ lười biếng. Nhiếp nhiên giấy mấy cái, không có cách nào thoát ra được, lúc này mới u ám nói, em thấy anh đã quên chuyện tối hôm qua rồi. Quả nhiên cánh tay đang ôm eo cô khựng lại, sau đó không tình nguyện buông ra, rụt lại. Nhiếp nhiên có được tự do khẽ hừ một tiếng, nhảy từ trên giường xuống. Cô vào phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt, sau đó Hoắc Hoành cũng đi vào. Đến khi anh đánh răng rửa mặt xong, lúc chuẩn bị mặc Âu phục thì đồ ăn sáng đã được đưa đến. Lúc hai người ăn sáng trong phòng, Hoắc Hoành thân thiết bóc trứng gà đưa cho cô. Nhiếp nhiên nhận lấy quả trứng vừa ăn vừa hỏi tối hôm nay phải tiếp đạt khôn không? Em cảm thấy Hoắc Trừ sẽ cho anh và đạt khôn tiếp xúc nữa sao? Đương nhiên là không rồi. Nhiếp nhiên trả lời chắc chắn trong lòng. Tối hôm qua Hoác Trừ tới là muốn thăm dò xem rốt cuộc Hoác Hoành nghiện thật hay nghiện giả. Bây giờ thăm dò ra kết quả cũng đã móc nối với Đạt Khôn rồi. Hắn đâu có để cho Hoác Hoành có cơ hội ra mặt lần thứ hai. Chỉ sợ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhân cơ hội này giải quyết hoàn toàn Hoác Hoành, sau đó kéo Đạt Khôn sang chiến tuyến của mình. Chờ đi kịch hay sắp mở màn rồi. Hoác Hoành bỏ miếng trứng gà cuối cùng vào trong miệng. Nhiếp nhiên khẽ cười, đến lúc đó có lẽ phải diễn nghiêm túc đương nhiên rồi bữa sáng của hai người trôi qua rất vui vẻ